vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 27. Tổ 9 điều tra vụ án, các người không xứng chỉ tay năm ngón, không phục đi khiếu nại. Thanh âm của Giang Ánh Đào truyền về, vị trí Giang Ánh Đào quan sát chính là phương hướng bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp. Nhưng bến tàu của tập đoàn Thiên Nghiệp tối nay, đặc biệt yên tĩnh. Càng yên tĩnh, càng làm cho người ta có cảm giác gợn sóng ngầm. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, tổ 7 bên kia, trả lời như thế nào? Giang Ánh Đào hỏi một câu, con người Từ Đồ Tĩnh mang theo vẻ tức giận, còn có bất đắc dĩ, hát bọn họ vẫn là câu nói kia, tiên thiên võ giả của bọn họ tạm thời còn chưa tới, không có cách nào tùy tiện xông vào bến tàu 9, cộng Thiên Nghiệp điều tra tin tức, mà dưới tình huống không có tin tư C xác thực, chúng ta không có đủ lý do để cho đội đột kích hành động. Giang Ánh Đào trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay người, đi ra khỏi phòng, sau khi rẽ một vòng, trực tiếp đá vãng cửa một gian phòng ra, cất bước đi vào. Giang Tổ Trường, xin cô luôn luôn nhớ kỹ thân phận của mình, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ con dân Trung Quốc, chứ không phải làm hư hỏng tài sản công cộng. Một người phụ nữ chừng 30 tuổi, một thân chính trang, khuôn mặt lạnh lùng, hai ỉ mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào, cô có tin hay không, cô xông vào như vậy, tôi đều có thể khiếu nại cô lên cấp trên. Nề mặt cùng nhau làm việc, tôi không so đo với cô trở về đi. Tổ trưởng Trần, cô cũng biết chúng ta đang làm việc cùng nhau. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, xin cô phân tích tình thế hiện tại một chút, điều tra viên của chúng ta tung tích không rõ, tùy thời có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hắn cần chúng ta trợ giúp. Lúc trước có thể vào bộ điều tra cục đặc chiến, hẳn là có giác ngộ cống hiến hết mình vì công tác điều tra. Tổ trưởng Tổ 7 Trần Trương Di, giờ phút này ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, trầm mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Ánh Đào, làm sao tôi không biết tình thế hiện tại. Không phải là một điều tra viên mất liên lạc, từ góc độ của vụ án, đây có lẽ vẫn là một đột phá tốt, vừa vặn chứng minh đối phương có hành động, hoặc là điều tra viên của chúng ta tra được manh mối quan trọng gì. Hiện tại chúng ta cần làm, chính là yên lặng chờ đợi, tôi tin tưởng trước bình minh, bến tàu Thiên Nghiệp sẽ có tin tức đột phá truyền đến. Ngộ nhỡ truyền đến tin dữ của điều tra viên chúng ta thì sao? Giang Ánh Đào lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trương Di, cô là đang xử lý theo cảm tính. Trần Trương Di thần sắc khinh thường, tôi thật sự không biết cô làm vị trí tổ trưởng này như thế nào. Điều tra án không có ngộ nhỡ, chỉ có dưới tình huống chuẩn xác hạ mệnh lệnh chuẩn xác, mới có thể phá án. Nếu như dựa theo cô nói, trực tiếp phải người đi qua trợ giúp, sẽ dẫn đến toàn bộ cục đặc chiến bị bại lộ, động. Trần Trương Di đứng lên, khí thế bức người, một khi đánh rắn động cỏ, chúng ta phải đến 5 con khỉ mới có thể truy tìm được chứng cứ phạm tội của tập đoàn Thiên Nghiệp. Bây giờ điều tra viên mất liên lạc không phải là người của tổ 7, cô đương nhiên nói như vậy. Từ Đồ Tĩnh ở một bên nhìn không được lẩm bẩm một tiếng. Tôi không nhắm mục tiêu bất kỳ tổ nào. Trần Trương Di nhìn Từ Đồ Tĩnh một cái, ánh mắt lần nữa rơi vào trên người Giang Ánh Đào, cô không cần phí tâm tư để cho tôi phái người đi qua. Hơn nữa, cho dù cô muốn phái người đi qua, tôi cũng sẽ ngăn cản, tôi làm tất cả, đều là vì phá án mà đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Lựa chọn sáng suốt, con người Giang Ánh Đào càng lúc càng lạnh như băng, phái người đi qua, nhất định là đánh rắn động cỏ sao. Tiên thiên võ giả lẻn vào, có thể nín thở, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cô có thể khẳng định 100% không? Trần Trương Di trả lời một cách mỉa mai, Giang Tổ trưởng không phải là chưa từng xem qua tư liệu chứ, trong bến tàu Thiên Nghiệp, không chỉ có tiên thiên võ giả, thậm chí còn có võ giả cấp bậc tông sư, có thể nói là nơi cực kỳ nguy hiểm. Bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ gặp nguy hiểm, chỉ khi nào hành động thực sự, lực lượng đột kích mới có thể đối phó với đám côn đồ này. Giang Ánh Đào trầm mặt, Trần Trương Di là người được cử giám sát công việc của cô, có quyền ngăn cản mọi hành động của cô. Còn có, từ bây giờ, cô không thể rời khỏi tầm nhìn của tổ 7. Trần Trương Di lạnh lùng nói, lời vừa rồi của cô, tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ cô có phải là cố ý đánh rắn động cỏ hay không, phá hư toàn bộ hành động. Vừa dứt lời, Giang Ánh Đào còn chưa mở miệng, Từ Đồ Tĩnh đã nhìn không được nổi giận, đủ rồi, rõ ràng chính là cô đeo kính màu nhìn người, ghen tị quả nhiên khiến người ta trở nên xấu xí. Một người đàn ông bên cạnh Trần Trương Di nhướng mày, điều tra viên tổ 9 đều không có tố chất như vậy sao? Tĩnh Nhi, chúng ta đi thôi. Giang Ánh Đào xoay người đi ra ngoài cửa. Trần Trương Di quát lạnh, cô đứng lại, không nghe thấy ỉ ơi vừa rồi sao? Giang Ánh Đào quay đầu lại. Nở nụ cười, cô ra lệnh cho tôi. Có bản ý cô cưỡng ép bắt giữ tôi à?
Giang Ánh Đào xoay người đi ra ngoài, đuổi theo, Trần Trương Di hạ lệnh, người đàn ông lập tức cất bước đi ra ngoài, vừa đến cửa, trong lúc bất chợt một đạo lãnh quang đập vào mặt. Thanh phi đao mỏng như cánh dế cắm vào khung cửa, trong nháy mắt này, người đàn ông cố loại cảm giác sau lưng bị mồ hôi lạnh làm ướt, không tự chủ được run lên. Tổ 9 điều tra vụ án, các người không xứng chỉ tay nằm ngón, không phục đi khiếu nại. Thanh âm của Giang Ánh Đào truyền về. Người đàn ông trẻ tuổi quay đầu lại, nhìn Trần Trương Di, tổ trường, chúng ta bây giờ phải làm như thế nào? Yên tâm, Giang Ánh Đào không tiếp cận được bến tàu Thiên Nghiệp, Tiên Thiên Võ Giả tổ 7 lúc này tới 5 người, mà tổ 9 ngay cả một cao thủ đàng hoàng cũng không phái tới, chỉ bằng tuyệt kỹ phi đao một tay của Giang Ánh Đào, còn chưa có năng lực đột phá phòng tuyến của chúng ta. Trần Trương Di trầm giọng nói tóm lại, tuyệt đối không thể để cho đám phế vật tổ 9 này phá hủy hành động lần này. Theo báo tuyến, tập đoàn Thiên Nghiệp rất có thể sẽ tiến hành một thỏa thuận với người mua trong những ngày tới. Người thanh niên trầm giọng nói, tuy nhiên, rất khó để có được thời gian giao dịch cụ thể. Đêm nay điều tra viên tổ 9 kia mất liên lạc, giả có khả năng chính là bởi vì thu được tình báo mấu chốt, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp truyền ra. Tôi đã từng thương lượng với đội đột kích, mấy ngày nay, tùy thời có thể cần đội đột kích ra tay trợ giúp hành động. Trần Trương Di lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa, lần này nhất định là người vật cũng lấy được. Bên ngoài hành lang, một trận tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Tổ trường, không hay rồi, Giang Ánh Đào mất tích rồi. Một người thở hồng hộc, khuôn mặt Trần Trương Di biến đổi, trong nháy mắt trầm mặt, tôi nói các người bảo vệ tất cả lối ra của khách sạn, các người đều đang làm gì vậy? Chúng tôi rõ ràng nhìn thấy Giang Ánh Đào cùng Tư Đồ Tĩnh tiến vào thang máy, nhưng cuối cùng từ cửa thang máy đi ra, lại chỉ có Tư Đồ Tĩnh, Giang Ánh Đào không thấy đâu. Phế vật, Trần Trương Di đột nhiên có loại cảm giác bị đánh vào mặt. Vừa rồi cô còn đang nói tổ 9 phế vật, Giang Ánh Đào không có khả năng rời khỏi khách sạn, nhưng chớp mắt, Giang Ánh Đào liền biến mất ở trước mắt cô. Tổ trưởng, điều này cũng nại ý Giang Ánh Đào quả nhiên có vấn đề, tôi lo lắng cô ấy đi thông báo tin tức. Người thanh niên giọng nói, tập đoàn Thiên Nghiệp cùng Thủy Sản Dương Thị đều là cổ đông của Vĩnh Dạ, chúng tôi đã sớm hoài nghi đằng sau toàn bộ giao dịch chính là Vĩnh Dạ đang khống chế, thân phận Giang Ánh Đào chính là đặc biệt nhạy cảm a. Lập tức truyền tin tức này cho Tôn đội trưởng, bảo hắn đến định đoạt. Trần Trương Di hừ lạnh, Giang Ánh Đào lần này tự tiện hành động, vị trí tỏ trường của cô ta tuyệt đối không giữ được, nếu thật sự bởi vì cô ta tiết lộ tin tức, như vậy, không chỉ có cục đặc chiến không đỡ chứa chấp được cô ta nữa, cô ta còn phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý. Bến tàu Thiên Nghiệp, đêm khuya vắng vẻ, tiếng sóng biển vỗ bờ liên tục truyền đến. Giang Ánh Đào đã thay một thân dạ hành y, đôi mắt óng ánh trong suốt, ẩn chứa quyến rũ, thân ảnh lặng yên không phát ra hơi thở tiếp cận bến tàu Thiên Nghiệp. Giang Ánh Đào cũng không phải võ giả, cô có được kỹ xảo cận chiến tôi cùng với năng lực tàn hình cường đại, là bởi vì lúc làm lính tiếp nhận huấn luyện đặc chủng trong quân đội, Giang Ánh Đào là người nổi bật trong cùng một nhóm. Sau khi gia nhập cục đặc chiến, càng là cơ duyên xảo hợp theo một vị tiền bối cục đặc chiến học được một môn phi đao kỹ xảo. Xét về sức chiến đấu của bản thân, Giang Ánh Đào từng cùng Tiên Thiên võ giả thử qua, so với Tiên Thiên võ giả hơi kém một bậc. Giang Ánh Đào dám lẻn vào một mình, dựa vào khả năng lén đi đã được huấn luyện đặc biệt. Thân ảnh Giang Ánh Đào rất nhanh chìm vào trong đêm tối. Trên đường cao tốc, chiếc xe chạy nhanh, Sở Trần vẫn cầm điện thoại, nhưng mà, hơn một giờ trôi qua, bất kể là Giang Ánh Đào hay La Vân Đạo Tôn, đều không có bất kỳ tin tức nào truyền về. Chuyện gì xảy ra vậy? Sở Trần trong lòng thấp thỏm ý càng thêm nồng đập, sau nhiều lần do dự, Vân là gọi điện thoại cho La Vân Đạo Tôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng mà, điện thoại của La Vân Đạo Tôn không thể kết nối. Đồng tử Sở Trần hơi co rụt lại, ngược lại gọi điện thoại cho Giang Ánh Đào. Tôi là Tư Đồ Tĩnh. Điện thoại kết nối, Tư Đồ Tĩnh biết là Sở Trần, trực tiếp mở miệng nói, tỏ trưởng 10 phút trước lẻn vào bến tàu Thiên Nghiệp, điện thoại di động của cô ấy ở trong tay tôi. Sở Trần lắp bắp kinh hãi, cô Đào sao lại tự minh đi? Cô ấy, có thể được khống. Anh cũng đừng xem thường chị Đào, năng lực điều tra của chị Đào, đối với toàn bộ bộ phận điều tra, đều là đỉnh cấp. Tư Đồ Tĩnh trả lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sở Trần truy hỏi, Giang Ánh Đào tốt xấu gì cũng tổ trưởng tổ 9, phụ trách chỉ huy hành động điều tra lần này, một khi muốn cô tự mình xuất động, có phải có nghĩa là chuyện đã đến mức không thể khống chế? Còn không phải là bởi vì bà tám tổ 7 kia, Tư Đồ Tĩnh thốt ra.
vội vàng ho nhẹ một tiếng, sửa miệng nói, tổ trưởng Trần, tổ 7 không cho phép tổ 9 chúng tôi có bất kỳ hành động gì eo, nói là sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên, điều tra viên tổ 9 chúng tôi ở bằng thành đều bị giám sát, tổ trưởng chỉ có thể bỏ qua người giám sát cô ấy, tự mình đi hành động. Tổ trưởng nói, điều tra viên bên trong có đỡ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cô ấy không thể ngồi yên. Trong lòng Sở Trần âm thầm trầm xuống, sau khi cúp điện thoại, trầm giọng nói, tiểu thu, tăng tốc độ nhanh một chút. Sóng dữ bao trùm, trên bến tàu Thiên Nghiệp chất đống từng kho hàng. Giang Ánh Đào từ sau khi tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp, dần dần nhận ra tối nay nơi này không tầm thường. Càng đi vào trong bến tàu, càng nhận thấy càng ngày càng nhiều tầm mắt giám sát xẹt qua bốn phía. Bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ, công nhân làm việc tại bến tàu đều đã trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi, không cho phép ra khỏi cửa nửa bước. Quá trình Giang Ánh Đào lẻn vào bên trong, trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ, bọn họ không tối nay sẽ không giao dịch chứ. Con người Giang Ánh Đào mở to vài phấn, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng tin tức, Ninh Quân Hà, Trương Thành, Dương Khiêm tề tụ ở bến tàu Thiên Nghiệp, tạo ra một giả tượng rằng họ đang giao dịch thỏa thuận. Ninh Quân Thiếu đột nhiên nói phách lối trước thời gian thi đấu sư vương tranh bá, càng làm cho người ta theo bản năng cảm thấy, hắn muốn lợi dụng tiêu điểm của cuộc thi sư vương tranh bá, rời ánh mắt, thừa dịp sư vương tranh bá, tiến hành giao dịch buôn lậu người sống. Tất cả, đều là vỏ bọc Ninh Quân Thiếu tạo ra. Thời gian giao dịch thật sự, rất có khả năng chính là đêm nay. Trong đầu Giang Ánh Đào nhanh chóng xoát hiện từng khả năng, cuối cùng càng thêm cảm giác. Đêm nay sẽ là thời gian tập đoàn Thiên Nghiệp giao dịch buôn lậu. Bến tàu Thiên Nghiệp đêm nay từ bên ngoài nhìn qua không có gì khác với bình thường, nếu như không phải một điều tra viên mất liên lạc, Giang Ánh Đào căn bản sẽ không suy đoán đối phương sẽ lựa chọn giao dịch vào đêm nay. Chuyện GL xảy ra tối nay, điện thoại di động không có tín hiệu nào, ngay cả Wi-Fi cũng không dùng được. Bên cạnh Giang Ánh Đào ỉ à phòng nghỉ lại, bên trong truyền ra âm thanh oán giận. Tiếng, chỉ sợ tín hiệu của cả bến tàu Thiên Nghiệp đều đã bị che đậy. Từ sau khi điều tra viên thứ nhất mất liên lạc, tất cả tín hiệu của bến tàu Thiên Nghiệp đã hoàn toàn biến mất. Càng như vậy, càng kiên định quyết tâm của Giang Ánh Đào muốn xâm nhập vào bụng địch. Cho dù đêm nay không phải là thời gian giao dịch, cũng tuyệt đối có chuyện trọng đại. Thân ảnh Giang Ánh Đào đột nhiên tiềm hành. Bến tàu Thiên Nghiệp, một nhà kho, chất đầy hàng hóa, ở giữa có một chỗ trống trải, phía trước là cái bàn tròn. Tình huống đêm nay đặc biệt chỉ có thể tạm thời ủy khuất mọi người, ở chỗ này uống một chén trà. Một người trung niên mở miệng, đeo kính, thoạt nhìn mang theo vài phần khí tức thư sinh, sắc mặt trắng nõn, người này chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Nghiệp, Trương Thành. Trương Thành vừa rót trà, vừa nói chuyện, chỉ cần tất cả thuận lợi, vậy thì còn gì bằng. Phu thần môn chủ Ninh Quân Hà cười ha ha, Ninh môn chủ quả nhiên can đảm hơn người A. Một bên. Người trung niên mặc quần áo trung sơn màu đen, là Tổng Giám Đốc Thủy sản Dương Thị, cha nuôi của Dương Tiểu Cản, Dương Khiêm. Dương Khiêm mỉm cười nói, biết rõ bến tàu Thiên Nghiệp đã bị người theo dõi, vậy mà còn dám nghênh ngang tới đây, ngài không sợ bị bắt cả người cả vật sao? Ninh Quân Hà vừa nghe, nhịn không được liền nở nụ cười, ta tới đây tìm hai người bạn cũ các người uống chén trà, cũng sẽ không bị người bắt đi. Đầu tiên ở chỗ này chúc mừng Ninh môn chủ, Trương Thành giơ chén trà lên. Lấy trà thay rượu, chúc mừng Ninh môn chủ, đêm nay thí nghiệm thi cổ đạt được tiến triển đột phá. Cũng nhờ thi cổ của Ninh môn chủ, để cho chúng tôi đêm nay có một cái mồi nhử, chỉ tiếc, chờ lâu như vậy, vẫn chưa có cá mạc câu. Dương khẽ nói, xem ra, bọn họ là lựa chọn khí xa bảo suất. Gạch dưới ta đớ sớm cảm thấy Lê học dân kia có vấn đề, đêm nay hơi thăm dò, quả nhiên liền xảy ra vấn đề Trương Thành nói, nhưng, lưu tử này miệng lưỡi rất cứng rắn. Đánh chết cũng không khai, không thừa nhận mình là nội ứng cảnh sát phái tới. Chắc chắn sẽ có người đến gặp hắn ta. Ninh Quân Hà nói, hắn càng lâu không có tin tức, người bên ngoài lại càng là thiếu kiên nhẫn, chỉ cần có người xông vào, hơn nữa không có lấy thân phận cảnh sát tiến vào, chúng ta đều bắt được tất cả, cái này cũng gọi là cái gì, vây điểm cứu viện, nhìn chằm chằm điểm này của Lê học dân, đến đánh từng người một. Cuối cùng, cảnh sát sợ rằng cũng sẽ mất bình tĩnh. Sắp náo loạn. Náo loạn càng lớn càng tốt. Dương Khiêm tràn đầy chờ mong. Em bến tàu Thiên Nghiệp chúng ta tuân thủ pháp luật, không có một chút vi phạm pháp luật, chỉ là bật được một tên trộm trà trộn vào trộm cắp. Nếu cảnh sát xông tới, chúng ta còn có thể mượn lực lượng của dư luận, công kích cảnh sát. Ánh mắt Trương Thành nhìn về phía Ninh Quân Hà, ta thật sự phục Ninh đại ca, toàn bộ kế hoạch, liên hoàn đan sen,
không chỉ lợi dụng sư vương tranh bá phóng thích từng đám đạn khói, càng là dễ dàng tập trung ánh mắt cảnh sát ở bến tàu Thiên Nghiệp, chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta giao dịch quả thật sớm, bến tàu Thiên Nghiệp hấp dẫn tất cả lực chú ý, địa điểm giao dịch cuối cùng, lại là bến tàu Thiên Bằng của thủy sản Dương Thị. Ninh đại ca trong miệng Trương Thành, là Ninh quân thiếu. Hừ, năm đó nếu như không phải lão gia tử thiên vị, hơn nữa thực lực của chú hai, vị trí gia chủ, như thế nào có thể dơ vào trên người Ninh quân Ngạn. Ninh quân Hà hừ lạnh nói, nhưng ta tin tưởng, vị trí gia chủ Ninh gia, rất nhanh phải đổi chủ. Dương Khiêm nhìn thoáng qua thời gian, còn có 2 giờ, hàng sẽ đến. Đột nhiên, có một âm thanh bước chân đến. Trương Tổng, có không ít camera giám sát đột nhiên bị hỏng, phỏng chừng là bị người ta phá hủy. Một người trầm giọng mở miệng, bao vây điểm viện trợ, cá mắc câu rồi. Trương Thành cười, với phạm vi giám xả mà chúng ta bố trí, muốn hoàn toàn né tránh khỏi sự giám sát tiến vào, tuyệt đối không có khả năng. Có người muốn cứu Lê Học Dân, biện pháp duy nhất, chính là phá hủy giám sát, đối phương lâu như vậy không có hành động, phòng trừng chính là đang suy nghĩ, có nên phá thuyền, cứu Lê Học Dân hay không. Điền Hổ, người đi một chút, thu cá đi. Trương Thành phân phó, rõ. Trương Tổng, Điền Hồ gật đầu, hắn là một tiên thiên võ giả thuộc hạ Trương Thành, được Trương Thành thuê với giá cao. Điền Hồ xoay người, sải bước đi ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ mịt, một thân ảnh đen kịt lặng yên vô tức đến gần một nhà kho. Mũ trước cửa kho hàng, có mấy người đàn ông mặc đồ đen đang canh giữ, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Thân ảnh Ninh Tử mặc như điện, trong nháy mắt liền xông lên, nhanh chóng đánh ngã mấy người đàn ông mặc đồ đen xuống đất. Giành giật từng giây. Ninh Tử mặc một đêm điều tra, đã rất xác định, Lê Học Dân mất tích nhất định là bị nhốt trong nhà kho này. Đối phương còn ở trong phạm vi bến tàu Thiên Nghiệp phát ra tiếng gió, nói đêm nay bến tàu Thiên Nghiệp xuất hiện một tên trộm, bị bắt tại chỗ. Các công nhân tại bến tàu Thiên Nghiệp đang bán tán. Ninh Tử mặc đã đoán được, đối phương rất có khả năng chính là muốn lợi dụng Lê Học Dân dụ dỗ trợ thủ ở chỗ tối hiện thân. Nhưng càng như vậy, Ninh Tử mặc càng không thể không ra tay, nếu không... Lê Học Dân nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, người của bến tàu Thiên Nghiệp không có khả năng để cho Lê Học Dân còn sống rời đi. Ninh Tử mặc suy nghĩ nhiều lần, lựa chọn một ăn cả ngã về không. Chỉ cần hắn thành công cứu Lê Học Dân, liền bảo vệ hành tung của các điều tra viên còn lại, lực chú ý của đối phương sẽ rơi vào trên người hắn. Nhanh chóng đẩy cửa nhà kho ra, bên trong nhà kho chất đầy hàng hóa, một bóng người hai tay bị dây thừng trói lại, cả người đầy máu. Điều tra viên tổ 9, Lê Học Dân, người nào, dưới ánh đèn có vẻ mờ mịt, bên trong nhà kho tụ tập hơn 10 người, trong đó không thiếu võ giả, lúc này nhao nhao cầm lấy vũ khí, đánh tới Ninh Tử Mặc. Thân ảnh Ninh Tử Mặc giẫm chân tại chỗ xông lên, quyền cước tách nhập, sắc bén bả đạo. Hắn ở dưới quyền quán ngầm vĩnh dạ rèn luyện hơn 5 năm nay, thủ đoạn công kích vô cùng ngang gọn, sắc bén, tàn nhẫn, từng đạo thân ảnh trực tiếp đáp ứng ngã xuống. Lê Học Dân đang lơ lửng trên không chậm rãi mở mắt, thần sắc toát ra khó có thể tin, Ninh Tử Mặc. Gần như cùng lúc, một chỗ nhà kho khác, Ninh Quân Hà lập tức đứng lên, cau mày, làm sao lại là hắn? Trương Thành cùng Dương Khiêm nhất thời nhìn qua, người cứu Lê Học Dân, không phải người của cảnh sát, mà là, Ninh Tử Mặc. Đồng tử Ninh Quân Hà khẽ co rụt lại, Ninh Tử Mặc, từ khi nào trà trộn vào bến tàu Thiên Nghiệp? Chẳng lẽ chúng ta đoán sai? Vẫn đang ngó chừng bến tàu Thiên Nghiệp, không phải cảnh sát mà là Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc, Dương Khiêm suy tư một chút, không khỏi thốt ra, chính là hắn cùng Dương Tiểu Cẩn, chính là người này. Đầu óc Ninh Quân Hà nhanh chóng bắt đầu chạy, trí nhớ của Dương Tiểu Cẩn đã khôi phục, rất có thể là cô ta và Ninh Tử Mặc đã nói về chuyện năm đó, hơn nữa Vu Thần Môn bị Sở Trần diệt, Lý Trấn tung tích không rõ, Lý Trấn nhất định sẽ nói tin tức về vật thí nghiệm cho Sở Trần. Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc so với cảnh sát càng thêm rõ ràng những việc chúng ta đang làm, không thể tưởng được, tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy, lại dám tra được trên bến tàu Thiên Nghiệp. Ninh Tử Mặc này, đối phó như thế nào? Trương Thành hỏi, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cố cửa lại xông vào. Ninh Quân Hà rất nhanh bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói, Ninh Tử Mặc hơn 5 năm trước, cũng đã đáng chết, đêm nay nếu đã tới bến tàu Thiên Nghiệp, hắn sẽ không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Bất cứ ai đến, đều sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Thông báo cho Điền Hổ, giết chết Ninh Tử Mặc, ánh mắt Ninh Quân Hà lộ ra sát khí. Ninh Tử Mặc tuy rằng yên lặng ở vĩnh dạ nhiều năm, nhưng hẳn trung quy vẫn là con trai cả của Ninh Quân Ngạn,
vẫn từng đứng đầu thập công từ Thiên Nam, mấy ngày trước lại trực tiếp đột phá tới cảnh giới tiên thiên võ giả, vãn võ song toàn như thế, nếu như không thừa dịp cơ hội này tiêu diệt hắn, Ninh Quân Hà đều cảm giác có lỗi với mình. Điền Hổ 3 năm trước cũng đã bước vào cảnh giới tiên thiên võ giả, muốn giết Ninh Tử Mặc, không cần phải nói. Trương Thành khuôn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng thường trà, ta vẫn cảm thấy, trà so với rượu tốt hơn, là mỗi một ngụm, đều có thể thưởng thức cảm ngộ khác nhau, cũng giống như hiện tại, trà này ngọt ngào, hương vị rất ngon. Dương Khiêm cười, thường trà có liên quan đến tâm tình, Trương Tổng hiện tại tâm tình cực tốt ha. Mặc kệ là cách bố trí của Sở Trần và Ninh Tử Mặc cũng tốt, là cảnh sát thảm dò cũng được, đêm nay bọn họ nhất định bị đùa giỡn làm cho xoay quanh. Ninh Quân Hà cũng nở nụ cười, chén trà này, ta cạn trước. Bên trong nhà kho, một cuộc hỗn chiến, Ninh Tử Mặc dùng sức một mình đối kháng đông đảo võ giả hung ác, thực lực tiên thiên võ giả phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, rát nhanh, toàn bộ người trong mũ nhà kho đều đã bị đánh nằm sấp. Ninh Tử Mặc, sao anh lại tới đây? Ánh mắt Lê Học Dân giờ phút này lộ ra kinh hỉ. Ninh Tử Mặc nhanh chóng thả Lê Học Dàn xuống, Lê Đại Ca, anh kiên trì, tôi hiện tại lập tức dẫn anh rời khỏi nơi này. Từ ngày Ninh Tử Mặc tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp, chính là Lê Học Dân đang tiếp ứng hắn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong lòng Ninh Tử Mặc coi Lê Học Dân là bạn tốt, Lê Học Dân và Ninh Tử Mặc chia sẻ không ít tình báo điều tra, cũng dạy hắn rất nhiều kỹ xảo điều tra, khiến Ninh Tử Mặc được lợi không nhỏ. Sau khi Lê Học Dân xảy ra chuyện, Ninh Tử Mặc nghĩ đến mũ đầu tiên chính là làm thế nào để cứu viện. Cho dù không tiếc bại lộ, cũng phải cử Lê Học Dân ra ngoài. Giờ phút này Lê Học Dân, quần áo tả tơi, cả người đều là vết máu, sau khi rơi xuống đất, thân thể trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất, hiển nhiên tả bị thương rất nặng. Ninh Tử Mặc trực tiếp cõng Lê Học Dân lên, Lê Đại Ca, anh nhịn một chút. Ninh Tử Mặc một bước tiến về phía cửa nhà kho. Vừa đến cửa nhà kho, một bóng người xuất hiện, chặn lối ra. Người đàn ông hình thể cường tráng, hai mắt lồi lên, hai tay đầy vết chai, trên người toát ra khí tức tiên thiên võ giả. Chính là tiên thiên võ giả phụng mệnh đến giết Ninh Tử Mặc, Điền Hổ. Phía sau Điền Hổ, còn có một người phụ nữ áo đỏ đi theo, dựa vào khung cửa nhà kho, Hồ Ca, người này dĩ nhiên có thể làm phiền anh tự mình ra tay a. Ánh mắt Điền Hổ hung quang toát ra, ta phụng mệnh đến giết người, người đứng sang một bên. Người phụ nữ áo đỏ trong tay cầm một thanh chủy thủ, sửa móng tay của mình, một bên nói, anh bận việc của anh, tôi liền xem náo nhiệt. Điền Hổ từng bước tới gần Ninh Tử Mặc, Ninh Tử Mặc lui về phía sau vài bước, đặt Lê Học Dân trên mặt đất, Lê Đại Ca, anh chờ tôi một chút. Ninh Tử Mặc lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Điền Hổ, đôi mắt bắt đầu xuất hiện một tia chiến ý nồng đậm, dẫn đầu xông về phía Điền Hổ đang tới gần, xuất quyền sắc bén quyết đoan. Vừa ra tay liền toàn lực xông lên. Ánh mắt Điền Hổ toát ra vài phần khinh miệt, không chút để ý một quyền nghênh đón. Bụp, đạp, 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 Điền Hổ liên tục lui về phía sau mũ ba bước, ngẩng đầu lên, thân xà cỏ chút kinh ngạc, nhìn chằn mũ chằm Ninh Tử Mặc, người dĩ nhiên cũng là tiên thiên. Trong mắt Điền Hổ, Ninh Tử Mặc tuổi này thật sự quá trẻ, trừ phi xoát thân từ môn phái võ giả hoặc gia tộc, ta người nổi bật trong đó, nếu không làm sao có thể bước vào tiên thiên. Khoảnh khắc Ninh Tử Tiêu dùng ngón chân chạm đất, toàn bộ thân thể tựa như súng cao su xông ra ngoài, siết chặt nắm tay, hung hăng lao về phía Điền Hổ. Ở dưới quyền quán ngầm ở Vĩnh Dạ ngây người gần 6 năm, chiến đấu lớn nhỏ vô số lần, kinh nghiệm chiến đấu của Ninh Tử Mặc tích lũy thật sự quá phong phú, ự khinh thường của Điền Hổ dành cho kẻ thù ngay từ đầu chôn xuống cho hắn một mầm họa, bị Ninh Tử Mặc bắt được tiền cơ, một cô tác khí, nắm tay giống như mưa to đánh tới Điền Hổ. Điền Hổ bị đánh trở tay không kịp, liên tục lui về phía sau. Khuôn mặt mãnh liệt biến đổi. Hắn đánh giá thấp Ninh Tử Mặc, chỉ nói về sức lực, Ninh Tử Mặc tuyệt đối không bằng hắn, nhưng giờ khắc này Ninh Tử Mặc cho Điền Hổ cảm giác, chính là sức mạnh từ không khí loãng, lại không có chỗ an bài, không có cách nào phát huy ra, ngược lại, Ninh Tử Mặc công kích tựa như nước chảy dài, làm cho Điền Hổ cực kỳ khó chịu. Mỹ Phượng, cuối cùng, Điền Hổ chỉ có thể nghẹn một cỗ khí tức trong lòng, gầm nhẹ một tiếng. Người phụ nữ áo đỏ một bên dùng dao cắt móng tay, một bên sớm lưu ý đến tình huống chiến đấu trong nhà kho, ánh mắt của cô cũng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Điền Hổ ngay cả một thanh niên cũng không bắt được. Một luồng áo đỏ lặng yên không ngừng tiếp cận Ninh Tử Mặc. Mũi nhọn của chùy thủ trong tay xẹt qua, tốc độ ánh sáng, bên ngoài nhà kho, một đạo ánh sáng màu bạc phá không chợt lóe qua. Phi đao mỏng như cánh dế,
chuẩn xác không sai đánh vào chùy thủ của người phụ nữ áo đỏ. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, người phụ nữ áo đỏ nhất thời sinh lòng cảnh giác, liên tục lui về pha sau một đoạn, cảnh giác nhìn cửa nhà kho. Một bộ đồ đen lắc mình tiến vào, Ninh Tử Mặc, thời gian cấp bách, tốc chiến tốc thắng. Thanh âm của Giang Ánh Đào, Ninh Tử Mặc cũng nghe ra, thần sắc nhịn không được toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không biết thân phận cục đặc chiến của Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào hiện thân ở đây, hơn nữa còn ra tay giúp hắn giết địch, đối với Ninh Tử Mặc mà nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tình thế cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều, Giang Ánh Đào tuy rằng tạm thời kiềm chế người phụ nữ áo đỏ, nhưng người phụ nữ áo đỏ cũng là tiên thiên võ giả, Giang Ánh Đào cũng không phải đối thủ của cô ta, Ninh Tử Mặc toàn lực công kích Điền Hổ. Một quyền đấm vào ngực Điền Ho, lần này, Điền Hổ không có tránh né, cứng rắn chịu một quyền này của Ninh Tử Mặc, thân ảnh bất động, hai tay đột nhiên cầm nắm đấm, phun ra một ngụm khí đục ngầu, đôi mắt Điền Hổ lướt qua một đạo điên cuồng, đến lượt ta rồi. Điền Hổ phản kích, một đôi hổ quyền, uy lực sinh gió, cường thế vô cùng. Ninh Tử Mặc trong lòng âm thầm cả kinh, hắn không nghĩ tới Điền Hổ lại dùng phương thức như vậy xoay chuyển cục diện, càng không nghĩ tới phòng ngự của Điền Hổ lại cường đại đến mức này. Trong lúc tốc độ ánh sáng, Điền Hổ dựa vào một thân lực lượng ngược lại ngăn chặn Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc bị đánh bay ra ngoài, lẩn trốn vài bước, đứng vững thân thể, mặc dù không có thật sự bị thương, nhưng đã rơi xuống. Vốn ta còn không muốn nghiêm túc như vậy, tiểu tử ngươi có thể bước ra hộ pháp của ta bất hoại thân, có thể chết một cách kiêu ngạo a. Điền Hổ nhe răng cười từng bước đến gần Ninh Tử Mặc. Lúc này, Giang Ánh Đào cũng một chiêu bất cẩn, bị người phụ nữ áo đỏ bước lui một đoạn. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Giang Ánh Đào cách Điền Hổ chưa tới 5 mét. Hộ pháp bất hoại thân, Giang Ánh Đào quyết đoán đưa tay dò xét, trong tay ngọc thủ mảnh khảnh rõ ràng xuất hiện một khẩu súng lục màu đen. Giờ khắc này, đôi mắt hoa đào linh động kia toát ra vô cùng mãnh liệt tự tin. Bụp, tiếng súng vang lên, tiếng súng thanh thúy giống như một tia chớp cắt qua đêm tối, trong khoảnh khắc, quanh quần trên bến tàu Thiên Nghiệp. Vô số người trong giấc ngủ bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi là tiếng nổ phải không? Không phải là động đất chứ? Không ít người theo bản năng xuống giường ngầm, đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng, bên ngoài đã có bảo vệ canh gác, đuổi công nhản bến tàu chuẩn bị đi ra về. Không có việc gì, chỉ là đang làm nổ min mà thôi, đừng làm ầm ĩ, mũ trở về đi. Nhưng, công nhân bị đánh thức lại không muốn cứ như vậy rời đi, xô đẩy, có một thân ảnh thừa dịp bảo vệ không chú ý chạy ra ngoài, hơn nữa trực tiếp lao ra ngoài bến tàu Thiên Nghiệp. Nhà kho của Ninh Quân Hà. Trong phút chốc tiếng súng vang lên, sắc mặt mấy người đều không khỏi biến ảo một chút. Người nào nổ súng, đồng tử Trương Thành kịch liệt co rụt mạnh. Ninh Quân Hà ngồi thẳng người, một người phụ nữ bịt mặt, bắn vào đầu Điền Hổ. Giờ phút này, sát khí trong mắt Ninh Quân Hà lại càng thêm mũ nồng đậm, bọn họ một người cũng đừng hòng rời khỏi bến tàu bên ngoài bến tàu Thiên Nghiệp. Khi một tiếng súng phá vỡ đêm tối vang lên, một chiếc xe phóng nhanh đột nhiên phanh gấp. Anh rể, hình như là tiếng súng. Tống Thu nhìn chằm chằm bến tàu Thiên Nghiệp xa xa. Dừng xe đi, Sở Trần quyết đoán mở miệng, theo ta đi vào. Con người Sở Trần toát ra một trận lo lắng. Một tiếng súng này, rất có thể là Giang Ánh Đào bắn ra. Điều này có nghĩa là tinh SLNS bên trong là rất bất lợi cho cô khách sạn cách bến tàu Thiên Nghiệp không xa. Từ Đồ Tĩnh vọt vào phòng Trần Trương Di, tổ trưởng Trần, hiện tại lúc này rồi, vì sao còn chưa hạ lệnh? Trần Trương Di nghiêng mặt nhìn Tư Đồ Tĩnh, hạ mệnh lệnh gì? Tiếng súng vừa rồi, tuyệt đối là tổ trưởng chúng tôi bắn ra. Tư Đồ Tĩnh lo lắng nói, lấy thực lực của tổ trưởng, bị ép đến mức nổ súng, nói rõ tình huống bên trong đã đến mức không thể khống chế. Hơn nữa, một phát súng này của tổ trưởng, cũng là đang thông báo cho chúng ta đủ lý do để lấy danh nghĩa cảnh sát tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp. Không cần gấp gáp, yên lặng quan sát sự thay đổi. Trần Trương Di thản nhiên mở miệng, cô Tư Đồ Tĩnh khí không đánh một chỗ, tổ trưởng Trần, mạng người quan trọng, cô không cần dùng việc công báo thủ riêng. Thật buồn cười, Trần Trương Di liếc Tư Đồ Tĩnh một cái, tôi cùng Giang Ánh Đào có thủ riêng gì. Tôi chỉ làm việc một cách công bằng, cô yên tâm đi, Giang Ánh Đào nếu đã nổ súng, hơn nữa chỉ là bắn một phát, vậy hẳn là chỉ là cảnh cáo, chỉ cần cô ta lộ ra thân phận cảnh sát của mình, không ai dám gây bất lợi cho cô ta. Tư Đồ Tĩnh còn muốn nói cái gì, trực tiếp bị Trần Trương Di hạ lệnh đuổi khách. Sau khi Tư Đồ Tĩnh rời đi,
Nam thanh niên bên cạnh Trần Trương Di nói chuyện, xem ra bến tàu Thiên Nghiệp đêm nay, quả thật có chút gì đó. Chờ, thanh âm Trần Trương Di vừa vang lên, trong lúc bất chợt, chuông điện thoại di động vang lên, Trần Trương Di nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch lén, điều tra viên của tổ 7 chúng ta bố trí ở bến tàu Thiên Nghiệp mới là tinh nhuệ thật sự. Trần Trương Di nhận điện thoại, đầu dây bên kia, giọng nói của một người đàn ông nhanh chóng trầm thấp vang lên, tẻ trưởng Trần. Đêm nay tôi và Lê Học Dân tổ chín trộm cắp nghe được tin tức, Trương Thành bọn họ sẽ giao dịch vào môn giờ sáng, cách hiện tại còn đạo tôn giờ, tôi phòng trừng, thuyền buôn lậu người sống, không cần nửa giờ sẽ cập bờ. Làm rất tốt, ánh mắt Trần Trương Di sáng ngời, Tiểu Cốc, lần này ngươi lập công lớn rồi. Người đàn ông dừng một chút, Lê Học Dân tổ chín, là bởi vì yểm hộ tôi, mới có thể bị bắt, tổ trưởng tổ chín Giang Ánh Đảo đã lèn vào bến tàu Thiên Nghiệp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Một phát súng vừa rồi chính là do cô ấy bắn. Thần sắc Trần Trương Di đột nhiên trầm xuống, có cô ấy ở đây, Lê Học Dân hẳn là sẽ an toàn tính mạng, nhưng ta lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ, người lập tức trở về theo dõi, vừa có tin tức, lập tức nghĩ biện pháp thông báo cho ta. Vâng, Tổ trưởng Trần, sau khi điện thoại vội vàng cúp máy, dưới ánh chảng, bóng dáng này lần nữa lẻn về bến tàu Thiên Nghiệp. Trần Trương Di trầm ngâm một lát sau, ngẩng đầu lên. Thanh âm quyết đoán, có thể thông báo cho tổ đột kích, nửa giờ sau, bao vây bến tàu Thiên Nghiệp, còn có, tổ đột kích trên biển cũng phây xuất động, TLM kiếm thuyền khả nghi gần bến tàu Thiên Nghiệp, một khi tập trung, lập tức đột kích bắt được. Cuối cùng cũng phải thu lưới. Nam thanh niên cũng rất phấn khích, toàn bộ kế hoạch, chuyện xấu duy nhất, chính là Giang Ánh Đào. Trần Trương Di hừ lạnh, cô ta thật sự không xứng ngồi ở vị trí này. Giang Ánh Đào cũng không biết một phát súng của mình sẽ gây ra một loạt phản ứng kịch liệt. Khoảnh khắc cô nổ súng, không chút do dự, Điền Hổ bày ra thực lực quá mạnh, tiên thiên võ giả trong bến tàu Thiên Nghiệp, tuyệt đối không chỉ có hai người trước mắt này, Sở Trần thậm chí đã nói qua, trong bến tàu Thiên Nghiệp còn có võ giả cấp bậc tông sư, cố vừa có cơ hội nổ súng, nhất định phải quyết đoán động thủ. Một phát súng nổ tung, thực lực của Điền Hổ tuy rằng cường hãn, hơn nữa kêu hộ pháp bất hoại thân. Nhưng đối mặt với súng và đạn được chế tạo đặc biệt của cục đặc chiến, cho dù là tiên thiên võ giả, cũng phải bị một súng bắn nổ đầu. Máu bắn tung tóe tại chỗ, Điền Hổ chết rất đột ngột, đi vô cùng điềm tĩnh, dù sao cũng là dưới tình huống không có bất kỳ phản ứng gì đã bị bể đầu, hai mắt tối sầm lại, ầm ầm ngã xuống đất. Ngay cả Ninh Tử Mặc cũng ngây ngẩn cả người, nhìn Điền Hổ ngã trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua Giang Ánh Đào, không tự chủ được giật mình một cái, người phụ nữ này. Có chút đáng sợ a. Người phụ nữ áo đỏ cũng mơ hồ, một giây sau, không chút do dự y xoay người bỏ chạy. Mặc dù cùng là tiên thiên võ giả, nhưng thực lực của cô ta còn xa mới bằng Điền Hổ, nếu bị người áo đen che mặt này bắn một phát, cô ta cũng không tránh khỏi. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi nhà kho. Không cần hiếu chiến, lập tức dẫn Lê Học Dân rời đi. Giang Ánh Đào trầm giọng mở miệng, hơn nữa đi tới. Ngồi xổm xuống nhìn Lê Học Dân, người cảm giác thế nào? Tôi không sao, Lê Học Dân lắc đầu, hơi thở có chút yếu. Giang Ánh Đào gật gật đầu, đứng lên ý bảo Ninh Tử Mặc, phiền anh cõng hắn đi ra ngoài. Ninh Tử Mặc cõng Lê Học Dân yên. Giang Ánh Đào vừa đi được hai bước, đột nhiên có loại cảm giác quái dị, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lê Học Dân, đêm nay đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi có thể tiết lộ thân phận của mình? Tôi nghe lén tin họ sẽ giao dịch tại bến tàu lúc 2 giờ sáng nay và bị phát hiện. Lê Học Dân trả lời. Giang Ánh Đào lại nhìn Lê Học Dân một cái, còn muốn nói cái gì, lúc này Lê Học Dân đã cả người vô lực nằm sấp sau lưng Ninh Tử Mặc. Đồng tử Giang Ánh Đào khẽ co rụt lại, còn người nhìn Ninh Tử Mặc, khẽ lắc đầu, dùng môi nói hai chữ cẩn thận. Ninh Tử Mặc khẽ sừng sốt, chợt gật đầu, cõng Lê Học Dân đi ra cửa nhà kho. Trong nháy mắt này, một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm dâng lên trong lòng. Con người Giang Ánh Đào đảo qua, khuôn mặt đại biến, lui về. Trong đêm tối, một số họng súng đen kịt chỉ vào cửa nhà kho. Hai người chỉ bước vào kho hàng một bước, thân ảnh như điện, đột nhiên vọt trở về. Đoàng đoàng đoàng, một làn sóng súng vang vọng khắp đêm tối. Bọn họ lá gan thật lớn. Ninh Từ Mặc khó có thể tin, lại dám ở A bến tàu Thiên Nghiệp công khai sử dụng súng ống. Người bình thường tự nhiên không dám. Giang Ánh Đào bình tĩnh nói, nhưng nếu như là một đám liều mạng, hoặc là lính đánh thuê đến từ bên ngoài, bọn họ cũng mặc kệ bất cứ nơi nào, mục đích chỉ có một, chính là giết người. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Ninh Tử Mặc theo bản năng nói.
Âm thanh bước chân bên ngoài đang chậm rãi tiếp cận, Giàng Ánh đào tay cầm súng ống, ngẩng đầu đảo qua bốn phía nhà kho, chúng ta tìm một chỗ chắn, bọn họ muốn tấn công vào cũng cần thời gian, tiếng súng rõ ràng như vậy, chỉ cần chúng ta kiên trì mỏ chút, nhất định sẽ có cảnh sát tới. Ninh Tử Mặc gật đầu, chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa nhà kho, lực chú ý hoàn toàn dừng ở phía trước. Ninh Tử Mặc không nhận ra, sau lưng hắn, Lê Học Dân đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong tay trượt ra một thanh chùy thủ, hàn mang lóe lên, sát ý tràn ngập, chùy thủ lao qua yết hầu. Sát ý đột nhiên xuất hiện, Ninh Tử Mặc chỉ cảm giác được cổ truyền đến một cỗ cảm giác lạnh lẽo, theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên, nắm lấy cánh tay Lê Học Dân, vung mạnh ra ngoài. Bụp, thân thể Lê Học Dân ngã trên mặt đất, Ninh Tử Mặc lui về phía sau hai bước, lấy tay sờ cổ họng, rõ ràng xuất hiện một vết máu rất nhỏ. Lê Đại Ca, anh, Ninh Tử Mặc khó có thể tin được. Nếu như không phải Giàng Ánh Đào bảo hắn cẩn thận, Ninh Tử Mặc để mắt tới, vừa rồi bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị một đao đâm vào yết hầu roi. Lê Học Dân giãy giụa đứng lẻn, ánh mắt đã trở nên đỏ như máu, khuôn mặt toát ra nụ cười nhe răng, thật sự quá đáng tiếc, lại để cho ngươi tránh né. Ninh Tử Mặc, cái mạng nhỏ này của ngươi còn rất lớn a. Giờ khắc này cảm giác Lê Học Dân cho Ninh Tử Mặc là cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có. Nhưng cái trước mắt này, rõ ràng là Lê Học Dân. Trước kia Lê Học Dân, đều là ngụy trang sao? Anh có biết tại sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn không? Giàng Ánh Đào nói, hắn dĩ nhiên không biết tôi. Kho, Lê Học Dân đối với cô ngay cả một cái xưng hô cũng không có. Giàng Ánh Đào tuy rằng nghĩ không ra nguyên nhân cụ thể, thế nhưng, vẫn âm thầm nhắc nhở Ninh Tử Mặc. Thế nhưng, hắn rõ ràng là Lê Học Dân. Giàng Ánh Đào NSLN chằm chằm Lê Học Dân. Đây không phải là đáp án các người muốn biết sao? Lê Học Dân nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo, bán thành phẩm thi cổ này của tôi, người thấy thế nào? Vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Tử Mặc chợt đại biến, thân hình mãnh liệt chấn động, chợt lửa giận phun trào, ngươi là vô thần môn chủ. Ninh Tử Mặc nắm chặt nắm tay, thi cổ, đó là thi cổ được thi triển trên thi thể đã chết. Lê Học Dân hiện giờ bị thi cổ khống chế, chẳng phải là ý nghĩa, Lê Học Dân, đã bị hại. Sắc mặt Giàng Ánh Đào cũng tái nhợt vài phần, chậm rãi giơ súng trong tay lên, chỉ vào Lê Học Dân. Lê Học Dân cười với Giàng Ánh Đào, cho dù ngươi biết ta không phải Lê Học Dân, nhưng ta dám cá, ngươi cũng không đành lòng nổ súng với ta, không phải sao? Tay cầm súng của Giàng Ánh Đào run lên, khó trách ông rõ ràng không phải Lê Học Dân, lại nhận ra tôi. Ninh Tử Mặc lạnh lùng nói, Ninh Quân Hà, tất cả những gì ông làm, xứng với liệt tổ liệt tông Ninh ra sao? Vừa dứt lời, ánh mắt Lê Học Dân rõ ràng chấn động, nhìn chằm chằm Ninh Tử Mặc, ngươi thế nhưng biết thân phận của ta. Ninh Quân Hà cũng không biết đêm đó cùng Ninh Quân Tiếu gặp mặt, bị La Vân Đạo Tôn vẽ ra. Lê Học Dân trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị, nếu đã như vậy càng không thể giữ ngươi. Xung quanh nhà kho vang lên âm thanh xào xạc, Giàng Ánh Đào ngẩng đầu đảo mũ bê qua, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bốn phương tám hướng, bao gồm cả trên nhà kho, đều có từng con rắn độc xuất hiện. Toàn bộ nhà kho trong nháy mắt liền tràn ngập một cỗ hàn khí lạnh như băng. Ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi một khẩu súng, có thể phá xà trận của ta hay không? Lê Học Dân nở nụ cười, ánh mắt mang theo vài phần ý tứ xem kịch. Giàng Ánh Đào cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Đổi lại là bất luận kẻ nào, đổi mặt với xà trận như vậy, đều khó tránh khỏi kinh hoàng thất sắc. Cô tới gần tôi, độc xà không thể đến gần được. Ninh Tử Mặc quyết đoán hét lớn, đồng thời một bước tiến về phía Lê Học Dân. Lê Học Dân đã bị thi cổ khống chế, Lê Học Dân trước mắt này, chính là phân thân của Ninh Quân Hà, muốn lao ra khỏi nhà kho, đầu tiên phải đánh bại Lê Học Dân trước mắt. Ninh Tử Mặc không chừ do dự, vung quyền đánh về phía Lê Học Giàn. Oanh oanh oanh, Lê Học Dân tuy rằng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng một giây sau, lại đứng lên, không chút để ý khóe miệng tràn ra máu tươi. Cười đi về phía Ninh Tử Mặc, bị thi cổ khống chế một mũ chỗ tốt chính là, không còn có cảm giác đau đớn, trừ phi xương hai chân không thể chống đỡ, không thể đứng dậy, nếu không, sẽ không dừng bước công kích của mình. Ninh Tử Mặc thần sắc âm trầm, nắm nắm tay, người không được chết tư tế được. Một bên, truyền đến thanh âm thét chói tai của Giàng Ánh Đào, đã có rắn độc bay nhào tới Giàng Ánh Đào. Giàng Ánh Đào trong tay cầm phi đao bay ra, đâm thủng đầu mấy con rắn độc, thế nhưng, đối với rắn độc đầy khắp nhà kho, chẳng qua chỉ là muối bỏ bể.
Mắt thấy rắn độc bay tới, Giang Ánh Đào cũng không kịp vọt về phía Ninh Tử Mặc, còn người toát ra tuyệt vọng, nhưng mà, ngay khi rắn độc cách cô không đến 2 mét, từng con rắn độc phảng phất bị bình chướng vô hình ngăn trở, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Lấy Giang Ánh Đào làm tâm điểm, rắn độc xung quanh đều đụng phải tường vô hình lui về phía sau. Giang Ánh Đào kinh hồn chưa định, khó có thể tin được, không thể tin được một màn trước mắt nhìn thấy, Ninh Tử Mặc thấy thế, cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Sở Thúc cũng cho cô bùa hộ mệnh. Đồng tử Giang Ánh Đào mở to vài phần, bùa hộ mệnh của Sở Trần. Giang Ánh Đào quả thật mang theo bùa hộ mệnh của Sở Trần trên người, nhưng cô thế nào cũng không nghĩ tới, bùa hộ mệnh của Sở Trần, dĩ nhiên có thể có tác dụng xua đuổi rắn độc. Giang Ánh Đào vô cùng kinh hỉ. Nàng vốn còn tưởng rằng Sở Trần cho bùa hộ mệnh chẳng qua là cho một vật cầu phúc, cô cũng tiện tay đeo vào. Cảm ơn Sở Trần, Giang Ánh Đào trong lòng mặc niệm một tiếng, không chút do dự, cũng trực tiếp xông về phía Lê Học Dân. Giang Ánh Đào quả thật không đành lòng nổ súng với Lê Học Dân, người mắt này, dù sao cũng là điều tra viên tổ 9, giờ phút này bị thi cổ khống chế mà thôi. Thực lực bản thân Lê Học Dân vốn không mạnh, nhưng đã sớm không còn sức để chống trả. Ninh Tử Mặc trực tiếp tìm tới dây thừng, trói hắn lại, không thể động đậy. Giang Ánh Đào ngẩng đầu, nhìn thoáng qua rắn độc đầy phòng, Ninh Tử Mặc, chúng ta phải đi ra ngoài như thế nào? Bùa hộ mệnh của Sở Trần, có thời gian giới hạn hay không? Giang Ánh Đào lo lắng bùa hộ mệnh đột nhiên mất đi hiệu lực, hình ảnh rắn độc đầy phòng nhào tới, cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Kỳ lạ, bên ngoài sao lại không có động tĩnh? Ninh Tử Mặc nghi hoặc. Vừa rồi trước cây SL Lê Học Mũ L Dân động thủ, bọn họ rõ ràng nghe thấy thanh âm bước chân bên ngoài một mực tới gần. Hai người liếc nhau một cái. Tôi sẽ ra ngoài trước. Ninh Tử Mặc quyết đoán mở miệng, bắt được Lê Học Dân bị trói lại. Ninh Tử Mặc tận mắt nhìn thấy Sở Trần giải cổ. Hắn muốn mang Lê Học Dân ra ngoài, để cho Sở Trần giải cổ. Cho dù đã bị hại, cũng phải để cho thi thể hắn nhập thổ vi án. Ninh Tử Mặc nhìn thoáng qua Lê Học Dân, hắn cảm thấy kỳ lạ chính là... Lê Học Dân thế nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì, Ninh Quân Hà tựa hồ không khống chế Lê Học Dân. Anh mang theo ngòi không tiện, tôi sẽ đi trước. Giang Ánh Đào sải bước đi ra ngoài. Cô Đào, xin chào. Bên ngoài kho hàng, một đạo thân ảnh không tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt Giang Ánh Đào. Khuôn mặt Sở Trần mỉm cười nhàn nhạt, thân hình cao lớn thẳng tắp đứng thẳng, xung quanh anh, từng thân ảnh ngã xuống đất không dậy nổi, súng ống cũng rơi xuống đất. Sở Trần đến rồi. Con người Giang Ánh Đào càng thêm mừng rỡ, anh đến quá kịp thời. Giang Ánh Đào không thể tin được, 2 giờ trước Sở Trần còn nói chuyện với cô, lại tựa như thần binh từ trên trời giáng xuống. Khó trách người bên ngoài nhà, kho trong lúc bất chợt không có bất kỳ động tĩnh gì, thì SL ra đã bị Sở Trần giải quyết. Sở Thúc, Ninh Tử Mặc cũng kinh hỉ vô cùng, cõng Lê Học Dân, Thúc mau xem hắn một chút, hắn bị Ninh Quân Hà dùng thi cổ khống chế. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Lê Học Dân bị trói chặt, còn chưa kịp mở miệng, 4 phương 8 hướng đã vang lên một trận thanh âm bước chân dồn dập. Lui về nhà kho, Sở Trần quyết đoán mỏ, miệng, mấy người lắc mình tiến vào trong nháy mắt, 4 phương 8 hướng lại là một trận tiếng súng vang lên. Thực ngông cuồng, Giang Ánh Đào vô cùng phân nộ, đây đều là lính đánh thuê bọn họ mời từ nước ngoài tới, hành động tối nay vừa chấm dứt, bọn họ lập tức có thể thông qua con đường biển của tập đoàn Thiên Nghiệp rời đi. Bọn họ đương nhiên phải kiêu ngạo, đừng nói là mấy người chúng ta, cho dù là người của cảnh sát, bọn họ vẫn nổ súng, đây đều là một đám người liều mạng chỉ nhận tiền. Sở Trần mờ miệng, Giang Ánh Đào nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Trần, sao anh nhận ra bọn họ là lính đánh thuê đến từ nước ngoài? Vừa rồi lúc đối phó bọn họ, nhìn thấy trên cánh tay bọn họ đều có một ký hiệu đặc biệt, hẳn là một nhóm lính đánh thuê đến từ Bê Nhi ngoài gọi là Mắc Liêm, Bình Y thường lên mạng nhiều là có thể biết. Sở Trần trả lời, Trương Thành dám mời lính đánh thuê đến giết người, hắn không sợ rước họa vào thân. Giang Ánh Đào không còn rối rắm vấn đề này nữa, lạnh lùng mờ miệng, ánh mắt càng hiện lên lửa giận nồng đậm, lính đánh thuê nước ngoài đến Trung Quốc giết người, điều này tương đương với khiêu chiến quyền uy của cục đặc chiến. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cục chiến đấu đặc biệt là duy trì an toàn cho nhân dân Trung Quốc. Tình huống trước mắt, chỉ có 2 loại khả năng, một loại là chúng ta bị giết sạch. Một loại khác là chúng ta thoát ra khỏi vòng vây, thế nhưng, chúng ta mặc dù biết ý là lính đánh thuê ở nước ngoài động thủ, nhưng không có chứng cứ chứng minh là Trương Thành mời tới, Trương Thành hoàn toàn có thể nói mình không biết chuyện, từ đầu đến cuối, bất kể là Trương Thành hay là Dương Khiêm, đều không lộ diện. Ninh Tử Mặc nói, dựa vào một đám lính đánh thuê, muốn lấy mạng của chúng ta,
chỉ sợ còn chưa đủ. Sở Trần NSLN thoáng qua cửa nhà kho, nở nụ cười, bọn họ ngay cả can đảm đi vào cũng không có. Thế nhưng cầm cự như vậy cũng không phải biện pháp. Giang Ánh Đào nói, bọn họ so với chúng ta càng không hy vọng cầm cự, nói không chừng một giây sau vũ lực của cảnh sát sẽ tới chân áp. Sở Trần nói, NSLN thoáng qua Giang Ánh Đào, cô cũng đừng nói với tôi, cô không có hậu thủ. Giang Ánh Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Trần mở to hai mắt, một lúc lâu sau, không tức giận bĩu môi, lẩm bẩm tự nói, còn cục đặc chiến thì sao? Giang Ánh Đào mày liễu dựng thẳng lên, cô muốn phản bác Sở Trần, nhưng tình hương trước mắt, cô không có cách nào phản bác. Sự thật chỉnh là, Giang Ánh Đào cản bản không biết Trần Trương Di có hạ lệnh cho người tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp hay không. Họ chỉ chặn chúng ta ở bên ngoài, phải chờ đợi. Ánh mắt Sở Trần rơi vào trên người Lê Học Dân, trước tiên cởi trói cho hắn. Ninh Tử Mặc ngẩn ra, hắn đã bị Thi Cổ khống chế, vừa buông ra, sẽ phát điên muốn giết người. Cổ của Vu Thần Môn ở trước mặt ta, giống như bò sát vậy. Sở Trần thoải mái nói, cởi trói. Ninh Tử Mặc cởi dây thừng trói chẻn người Lê Học Dân ra, cơ hồ trong nháy mắt này, thân thể Lê Học Dân trực tiếp sụi lơ ngã xuống đất. Thương tích trên người hắn rất nặng, nếu không kịp điều trị, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sở Trần kiểm tra một hồi, thần sắc ngưng trọng, nếu như muốn hắn sống sót, chúng ta nhất định phải phá vòng vây. Lẽ đại ca hắn, Ninh Tử Mặc trong lòng chấn động. Ngươi vừa rồi cũng nói, đây chỉ là bán thành phẩm của Thi Cổ. Sở Trần nói, Ninh Quân Hà hẳn là còn không có nghiên cứu ra Thi Cổ thật sự, cho nên mới lựa chọn ở thời điểm quan trọng này cũng mạo hiểm giao dịch. Bán thành phẩm của Thi Cổ này, khống chế người bị thương, giống như là người trước mắt này, hắn quả thật có vết tích bị Vu Cổ khống chế qua, nhưng hiện tại Vu Cổ đã không còn ở trên người hắn. Nghe vậy, Ninh Tử Mặc thờ phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa là, Lê Học Dân vẫn được cứu. Nhưng bên ngoài ít nhất hơn 10 họng súng chỉ vào, chúng ta làm sao đi ra ngoài. Giang Ánh Đào cũng lo lắng, cô không muốn nhìn thấy bất kỳ điều tra viên nào hy sinh. Đồng thời trong lòng Giang Ánh Đào cũng âm thầm vui mừng, vừa rồi mình không có nổ súng với Lê Học Dân, nếu không, chính là cô tự tay giết Lê Học Dân. Làm sao đi ra ngoài? Sở Trần đi về phía cửa nhà kho, đương nhiên là đi ra ngoài. Mấy người sửng sốt, Sở Trần đã đứng ở cửa nhà y không có tiếng súng. Đám lính đánh thuê Hắc Liêm này đại khái là một kẻ ngốc, cùng một sai lầm, vậy mà phạm phải hai lần. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn lính đánh thuê Hắc Liêm ngã xuống đất xung quanh, lập tức nói, Tiểu Thu, Hoàng Phủ Minh Chủ, vất vả rồi. Tống Thu cười hắc hắc, thì ra cái gọi là lính đánh thuê, so với thực lực trong tưởng tượng của em còn yếu hơn a. Súng trong tay đặc công của bọn họ, chúng ta ở sau lưng đảnh lén, bọn họ ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, đương nhiên là trực tiếp ngã xuống. Vẫn là Hoàng Phủ Hòa Ngọc tương đối bình tĩnh, không nên chậm trễ, đi thôi. Trần vung tay lên, đoàn người đi ra ngoài bến tàu. Một đường thông hành không trở ngại, dĩ nhiên không có một người ngăn chờ. Thật kỳ lạ, Giang Ánh Đào thần sắc nghi hoặc, Ninh Tử Mặc cũng khó hiểu, vừa rồi Vu Thần Môn chủ Ninh Quân Hà còn đang khống chế Lê Học Dân, nói rõ hắn quả thật còn ở gần, hơn nữa rõ ràng muốn giết chết đám người mình, nhưng hiện tại, phảng phất như là một hồi sóng to gió lớn sắp nhấc lên chợt bình ổn, bình tĩnh đến quỷ dị, đáng sợ. Bọn họ sẽ không thật sự cho rằng dựa vào linh đánh thuê Hắc Liêm, có thể đối phó chúng ta. Ninh Tử Mặc nhíu mày, Ninh Quân Hà là võ giả, không thể phạm phải phán đoán sai lầm như vậy. Sở Trần cũng có chút khó hiểu, La Vân Đạo Tôn đang ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi Vu Thần Môn Chủ xuất hiện. Nhưng đối phương lại mặc cho bọn họ dò y khỏi bến tàu Thiên Nghiệp. Vốn tưởng rằng sẽ là một hồi đại chiến, lại là sấm to mưa nhỏ, thoáng cái biến mất vô ảnh. Mấy người vừa mới đi ra khỏi bến tàu Thiên Nghiệp, phía trước đột nhiên sáng lên từng chùm đèn xe. Là tôi, Giang Ánh Đào hô to R mũ ê tiếng. Tổ trưởng Giang, Tư Đồ Tĩnh sải bước vào tới. Khuôn mặt Trần Trương Di lãnh đạm, cất bước tiến lên, tình huống bên trong như thế nào? Bên trong bến tàu Thiên Nghiệp có lính đánh thuê, trừ chuyện đó ra, không có tin tức nào khác. Giang Ánh Đào nói, là không có, hay là không muốn nói. Trần Trương Di nở nụ cười, tình báo tôi nhận được, đêm nay Trương Thành sẽ tiến hành giao dịch buôn lậu trên biển ở chỗ này. Các người vừa từ bên trong đi ra, lại cái gì cũng không biết. Trần Trương Di cười nhạo, lấy ra bộ đàm, thản nhiên nói hai chữ, hành động. Đêm tối từng đạo nhanh chóng vọt vào bến tàu Thiên Nghiệp. Tổ đột kích, đồng tử đào của Giang Ánh co rụt lại. Tôi đã thông báo cho tổ đột kích đến hành động.
Trần Trương Di mỉm cười nói, mà tổng chỉ huy hành động đột kích đêm nay, cũng là tôi. Mấy người Sở Trần đưa mắt nhìn nhau, phu thần môn chủ đột nhiên dừng tay, chẳng lẽ chính là bởi vì bến tàu Thiên Nghiệp đã bị tổ đột kích vây quanh. Hành động của các người thực sự kịp thời. Sở Trần khen ngợi một tiếng, may mà có các người, nếu không, chúng tỏi còn không thể dễ dàng rời khỏi bến tàu Thiên Nghiệp như vậy. Trần Trương Di nhìn Sở Trần một cái, các người cũng đừng cao hứng quá sớm, các người hiện tại mỗi người đều bị tình nghi là tội phạm, từ giờ trở đi, không thể rời khỏi hiện trường. Chúng tôi cản bàn không phát hiện bên trong bến tàu có dấu hiệu giao dịch gì, cô như vậy tùy tiện phát động đột kích, ngộ nhỡ là tình báo sai lầm, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Giang Ánh Đào nhíu mày hỏi. Trần Trương Di lười trả lời câu hỏi của Giang Ánh Đào. Tóm lại, vụ án này sẽ kết thúc đêm nay. Tổ 7, cô, lập công đầu tiên. Trước bến tàu Thiên Nghiệp, gió đêm thổi qua. Hành động lôi đình của tổ đột kích vô cùng nhanh chóng, thể hiện ra tố chất chiến thuật cường đại. Trong thời gian ngắn trực tiếp phong tỏa bến tàu Thiên Nghiệp, bảo đảm không ai có thể phá vòng vây rời đi. Không chỉ có bến tàu Thiên Nghiệp, còn có tuyến cổng kích chẽn biển, tối ý nay. Nhất định người vặt đều bắt lục này, cỏ phải làm chính là thu lưới. Trần Trương Di nhìn thò ống qua đám người Giang Ánh Đào đứng ở một bên, không ngừng có tin tức mới báo cáo lại. Báo cáo, phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Thiên Nghiệp Trương Thành, Tổng Giám đốc Thủy sản Dương Thị Dương Khiêm. Báo cáo, một con tàu lớn đang đến gần bến tàu Thiên Nghiệp, đã bị bao vây bởi các tổ đột kích trên biển. Khuôn mặt Trần Trương Di toát ra nụ cười. Tất cả, đều ở trong khống chế. Giang Ánh Đào. Phá án không phải dựa vào sự ích lỷ của bản thân, hay là dũng khi vô mưu. Trần Trương Di cất bước vào bến tàu Thiên Nghiệp, nếu như cô không ngại, có thể cô toi gờ ta đi vào, cùng nhau thẩm vấn Trương Thành cùng Dương Khiêm. Trần Trương Di đi vào trước một bước, Giang Ánh Đào và Sở Trần liếc nhau một cái. Người phụ nữ này, thật đúng là tự tin một cách thần bí. Sở Trần nói một tiếng, thành thật mà nói, tôi hy vọng sự tự tin của cô ấy có thể kéo dài đến cuối cùng. Mày liễu của Giang Ánh Đào khẽ nhíu, từ sau khi tổ đột kích xuất hiện, tất cả đều quá mức thuận lợi, bên trong bến tàu thậm chí ngay cả tiếng súng cũng không vang lên. Phu thần môn chủ đâu? Lính đánh thuê Hắc Liêm đâu? Phảng phất không có cơ sở biến mất, chuyện xảy ra khác thường ắt có mị ảnh quỷ. Giả thiết trên thuyền thật sự là vật thí nghiệm của Vu thần môn chủ. Đêm nay tất không thể thì yếu một hồi liều mạng, nhưng hiện tại, đối phương không có chút dấu vết phản kháng nào. Ninh Tử Mặc thần sắc tràn ngập nghi hoặc, cái này cùng lúc ở nhà kho, Ninh Quân Hà muốn lấy tính mạng của hắn, hoàn toàn không giống. Dù sao cô ấy cũng không cho chúng tôi rời đi, chúng ta hãy đuổi theo xem. Tống Thu luôn không thiếu một trái tim xem náo nhiệt, đoàn người đi theo Trần Trương Di đi tới bến tàu Thiên Nghiệp, ánh đèn khắp nơi trong bến tàu Thiên Nghiệp đều đã sáng lên, công nhân bến tàu nhao nhao xuất hiện, bất quá, đã bị ngăn cản, không thể tùy ý đi lại. Trước khi Trần Trương Di đi tới một chiếc thuyền lớn, con tàu đã bị tổ đột kích khống chế, thuyền trưởng cùng nhân viên làm việc trên tàu đều đã xuống tàu, đứng ở một bên. Cách đó không xa, Trương Thánh và Dương Khiêm cất bước đi về phía này. Uy phong thật lớn a! Đôi mắt Trương Thành tràn đầy phẫn nộ, khí thế hung hăng vào tới, đêm nay cảnh sát các người không cho tôi một lời giải thích hợp lý, chuyện ngày mai, tôi nhất định sẽ ở trước mặt dân chúng phơi bày, để cho quần chúng nhân dân bình luận. Cảnh sát có thể tùy ý phá rối hợp tác thương mại bình thường của chúng tôi sao? Chúng tôi không chỉ cần một lời giải thích hợp lý, hơn na, tất cả các tổn thất tối nay, bao gồm cả tổn thất tinh thần, cảnh sát các người phải bồi thường. Dương Khiêm tức giận nhìn chằm chằm Trần Trương Di. Ánh mắt Trần Trương Di sắc bén, nhìn chằm chằm hai người, các người chớ ở trước mặt tôi phô trương tỏ ra có tài, ngoài mạnh trong yếu, đêm nay người và vật đều lấy được, các người có cái gì muốn nói? Để cho luật sư của các người ở trước tòa nói đi. Vừa dứt lời, tay Trần Trương Di vung lên, mở khoang thuyền, lục soát. Các thành viên của tổ đột kích nhảy vào. Đôi mắt Trần Trương Di thủy chung nhìn chằm chằm Trương Thành cùng Dương Khiêm, muốn từ trong thần sắc khuôn mặt hai người điều tra ra một ít manh mối. Nhưng ngoại trừ phẫn nộ ra, thần sắc hai người không có chút hoảng sợ cùng kích động nào. Điều này không khỏi làm Trần Trương Di sinh ra một tia hoài nghi, theo bản năng nhìn thoáng qua con thuyền lớn. Trần Trương Di là người cẩn thận, hành động đêm nay, là dưới tình báo xác thực, mới hành động. Trước khi liên lạc với tổ đột kích, điều tra viên tổ 9 mất tích, tiếng súng bên trong bến tàu Thiên Nghiệp, đều đủ để nói rõ tối nay bến tàu Thiên Nghiệp không yên lặng, hơn nữa cuối cùng từ điều tra viên tổ 7 truyền đến tin tức giao dịch chính xác, Trần Trương Di mới quyết đoán hành động. Chắc sẽ không có vấn đề gì.
Trần Trương Di hít sâu một hơi, chờ đợi tin tức cuối cùng. Không lâu sau, thành viên tổ đột kích tiến vào trong thuyền lớn tìm kiếm đi ra, khiêng ra mấy cái dương, hơn nữa trước mặt mọi người mở dương. Trần Trương Di sải bước đi qua nhìn thoảng qua, sắc mặt không khỏi biến đổi, làm sao có thể? Sao lại không thể? Trương Thành lạnh lùng mở miệng nói, lô háng này là tập đoàn Thiên Nghiệp cùng thủy sản Dương Thị hợp tác vận chuyển từ nước ngoài về, giá trị hơn 10 triệu, vừa rồi Dương Tổng cũng nói, lô hàng này nếu xảy ra vấn đề, các người phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên, cái gọi là phí tổn thất tinh thần, chúng tôi là doanh nghiệp lương tâm, sẽ không gây rối vô lý như vậy, làm khó cảnh sát. Khuôn mặt Trần Trương Di nặng nề, ngẩng đầu nhìn chằm chằm một thành viên tổ đột kích trong đó, cả một chiếc thuyền, đều là hàng hóa như vậy. Các thành viên của tổ đột kích gật đầu, tất cả đều chuyển ra ngoài, mở toàn bộ dương ra. Trần Trương Di cắn răng, trầm giọng mở miệng, vừa dứt lời, Dương Khiêm ở một bên không khỏi nổi giận, vị cảnh sát này, cô có biết như vậy sẽ làm cho hàng hóa của chúng tôi chịu tổn thất bao nhiêu không? Trần Trương Di nhìn thoáng qua Dương Khiêm, trong lòng sống lại hy vọng, vung tay lên, mở dương. Các thành viên của tổ đột kích ngay lập tức nhận lệnh hành động. Rất tốt, Dương Khiêm tức giận cười ngược lại, chờ đấy, các người tùy tiện làm bậy như thế, vô cớ chèn ép hai công ty công tuân thủ pháp luật của chúng tôi bảo đảm, sáng sớm ngày mai, tin tức về hành động tối nay của các người, sẽ truyền khắp cả nước. Một cải dương khạc được mở ra, không có thu hoạch, hành động, thất bại. Tư Đồ Tĩnh thấy một màn này, lắc đầu, nhìn sắc mặt Trần Trương Di càng lúc càng trầm thấp biến thành màu đen, hừ nhẹ một tiếng, lần này, xấu mặt ra ngoài. Tĩnh Nhi, mục đích chúng ta tới nơi này, cũng không phải là nhìn Trần Trương Di xấu mặt. Giang Ánh Đào thản nhiên nói, tuy rằng ta cũng nhìn cô ấy vô cùng khó chịu, nhưng đừng quên, hiện tại Lê Học Dân còn đang cấp cứu, mục tiêu cuối cùng của chúng ta, là đưa băng nhóm buôn lậu này ra công lý. Ánh mắt Giang Ánh Đào nhìn về phía Sở Trần, anh thấy thế nào? Sở Trần không chút do dự nói, lính đánh thuê Hắc Liêm biến mất cùng Vu Thần môn chủ Ninh Quân Hà, chính là vấn đề lớn nhất đêm nay. Nhất là Ninh Quân Hà, lấy thân phận của hắn, không cần phải trốn đi, hoàn toàn có thể thoải mái cùng Trương Thành Dương Khiêm đứng chung một chỗ. Giang Ánh Đào gật gật đầu, lại phát hiện Trần Trương Di đang đi về phía này. Bà Tám này đến ý đồ không tốt, Tư Đồ Tĩnh nhịn không được lầm bầm một tiếng. Cô có thấy không, cô ấy đi với một cái nồi đen lớn. Sở Trần đột nhiên mở miệng, mấy người sửng sốt một chút, Trần Trương Di đi tới trước mặt mấy người, ánh mắt đảo qua. Cuối cùng rơi vào trên người Giang Ánh Đào, tôi có quyền biết, sau khi các người tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp, đã xảy ra chuyện gì, còn có, tiếng súng liên tiếp vang lên, là chuyện gì xảy ra. Giang Ánh Đào mỉm cười, từ trong ánh mắt hùng hổ bức người của Trần Trương Di, cô đại khái đoán được, hành động đêm nay thất bại, Trần Trương Di chuẩn bị tới quăng nồi. Sở Trần nói rất đúng, cô ấy mang theo một cái nồi đen lớn đi về phía này. Sau khi tôi tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp, nhìn thấy Ninh Từ Mặc đang đảnh nhau với mọi người, mà Lê Học Dân sống chết chưa biết, hôn mê trên mặt đất. Giang Ánh Đào mở miệng nói, bởi vì mục đích của đối phương là muốn giết người, cho nên, tôi quyết đoán nổ súng, bắn chết đối phương, về phần tiếng súng phía sau, là lính đánh thuê đến từ nước ngoài, Hắc Liêm, bọn họ ỷ đồ gảy bất lợi cho chúng ta, may mắn lá, Sở Trần kịp thời ỷ chạy tới, hóa giải nguy cơ. Trần Trương Di trầm ngâm một lát, chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Giang Ánh Đào, mấy câu cô trả lời, khắp nơi đều là sơ hở, thứ nhất, tin tức tôi nhận được, toàn bộ camera giám sát bến tả Thiên Nghiệp đều đã bị phá hư, lời cô nói, không có chứng cứ, hoặc là, chứng cứ bị hủy. Thứ hai, cô nổi có lính đánh thuê nước ngoài cầm súng giết người, thế nhưng, tổ đột kích trước tiên phong tỏa bến tàu Thiên Nghiệp, nhiều lính đánh thuê như vậy, cùng với súng ống của bọn họ, chúng tôi một người cũng không phát hiện, xin hỏi, bọn họ đi đâu? Bọn họ đi đâu? Đây không phải là cô nên đi truy TLM sao? Giang Ánh Đào thản nhiên nói, cô tựa hồ đã quên mình là tổng chỉ huy hành động lần này. Bây giờ tôi nghi ngờ thất bại của hành động là bởi vì cô đã nói dối về tình hình của kẻ thù, và cấu kết bất chính với địch. Trần Trương Di ngữ khí lạnh lùng, Giang Ánh Đào, mời cô theo tôi trở về, hỗ trợ điều tra. Dứt lời, ánh mắt Trần Trương Di đảo qua những người còn lại, các người cũng giống nhau, một người cũng không thể rời đi. Theo tôi trở về hỗ trợ điều tra. Tống Thu không khỏi nhấc lông mày lên. Hắn đột nhiên rất tán thành lời của Tư Đồ Tĩnh. Bà Tám, rõ ràng hành động của mình thất bại, phá không được án, thế nhưng lại sốt ruột như vậy. Vừa rồi một bộ bầy mưu tính kế, bộ dạng tự tin ra cát tái sinh,
không còn sót lại chút gì. Sở Trần nhìn Giang Ánh Đào, Giang Ánh Đào nở nụ cười, giống như một bông hoa quỳnh nở rộ, đẹp đến ghen tị. Tổ trưởng Trần, xin cô nhận ra một điều. Giang Ánh Đào nói, cô chỉ là tổng chỉ huy hành động đột kích lần này, nhưng hiện tại, hành động đã thất bại, cô thân là tổng chỉ huy, bất luận đổ lỗi như thế nào, cũng không thoát khỏi trách nhiệm, quan trọng hơn là, từ thời khắc hành động thất bại, cô không có tư cách ra lệnh cho tôi làm cái gì, cô tựa hồ ánh mắt cao hơn một chút, quên chúng ta là cùng cấp, cô là tổ trưởng, tôi cũng giống vậy. Giang Ánh Đào lấy ra giấy chứng nhận của mình, tổ trưởng tổ 9 bộ phận điều tra cục đặc chiến, Giang Ánh Đào, cảm ơn. Giang Ánh Đào lắc tờ giấy chứng nhận của mình ở trước mặt Trần Trương Di, không để ý tới Trần Trương Di nữa, trực tiếp vòng qua Trần Trương Di, đi về phía Trương Thành và Dương Khiêm. Mặt Trần Trương Di hoàn toàn đen lại, cô không nghĩ tới Giang Ánh Đào lại dám ở trước mắt bao người đánh vào mặt cô như vậy. Giang Ánh Đào, cô đừng tưởng rằng việc cô làm không ai biết. Trần Trương Di chỉ vào sau lưng Giang Ánh Đào, lãnh nộ gầm gừ một tiếng. Giang Ánh Đào cũng không quay đầu lại, cô có thể tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình. Lúc này, một bóng người ở trước mặt Trần Trương Di bay qua. Sở Trần đi theo Giang Ánh Đào. Trần Trương Di cười lạnh, anh cùng Giang Ánh Đào cùng một chỗ, đi theo sau lưng cô ta, cũng không sợ bị liên lụy, hoặc là nói, các người căn bản là đồng mưu. Sở Trần ngược lại quay đầu lại, nghiêm túc NSLN Trần Trương Di, có thể làm người đàn ông sau lưng cô Đào, đó cũng là vinh hạnh của tôi a. Tư Đồ Tĩnh cười hì hì đi theo, lúc đuổi theo Sở Trần, nói một câu, anh dĩ nhiên muốn làm người đàn ông sau lưng tổ trưởng, anh thật xấu xa. Sở Trần, anh có chỗ nào xấu? Vẻ mặt ngây thơ, những người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo, không ai để ý tới Trần Trương Di gầm gừ giống như người điên. Giang Ánh Đào đã đi tới trước mặt Trương Thành Dương Khiêm, thần sắc bình tĩnh, Trương Tổng, Dương Tổng, chào buổi tối. Dương Khiêm hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhàm, tổn thất tối nay. Chúng tôi đã cho người thống kê, cảnh sát các người, nhất định phải cho một câu trả lời. Đó là đương nhiên, Giang Ánh Đào nói, tất cả hành động tối nay đều do vị cảnh sát Trần Trương Di kia chỉ huy, các người cũng đừng nhớ lầm người. Sở Trần liếc mắt nhìn Giang Ánh Đào một cái, người phụ nữ này mờ báo thù cũng không qua đêm. Đúng rồi, tôi hơi tò mò. Giang Ánh Đào nói, bến tàu thiên nghiệp các người thật sự là đầm rồng hang hổ a, vừa rồi một đám người dùng súng chĩa vào chúng tôi. Lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không thể không nói, các người quả thật là thủ đoạn giỏi. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Trương Thành nói, nếu như muốn điều tra cái gì, chúng tôi sẽ phối hợp với các người điều tra, nhưng vẫn là câu nói kia, tổn thất do các người bồi thường, nếu như không có chuyện gì, chúng tôi cũng cần trở về nghỉ ngơi. Tùy tiện, Giang Ánh Đào không phí nhiều lời trước mặt Trương Thành và Dương Khiêm. Nhìn ra biển đêm xa xôi, Giang Ánh Đào cũng lâm vào trầm tư. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc đột nhiên đi tới trước mặt Dương Khiêm, ông chính là Tổng Giám Đốc Thủy Sản Dương Thị, Dương Khiêm. Dương Khiêm gật đầu, bụp, Ninh Tử Mặc trong lúc bất chợt một quyền vung ra, đánh vào hốc mắt Dương Khỉ Êm. Dương Khiêm kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất, một quyền này, pha đánh thay Tiểu Cần. Trương Thành ở một bên hoảng sợ, không nghĩ tới Ninh Tử Mặc lại đột nhiên đánh người. Còn chưa kịp phản ứng lại, Ninh Tử Mặc đã đi lên. Trực tiếp kéo Dương Khiêm lên, lại là một quyền. Một quyền này, là đánh thay Tiểu Cẩn. Bụp, 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 một quyền này, là đánh thay Tiểu Cẩn. Một quyền tiếp lại một quyền, mặt Dương Khiêm trực tiếp bị đập thành đầu heo. Dừng tay lại, Trương Thành phẫn nộ giống to, cả người tức giận đến phát run, người xong rồi. Trương Thành ngẩng đầu đảo qua bốn phía, cảnh sát các người, vì sao trơ mắt nhìn hắn đánh người. Coi trời bằng vung sao. Ninh Tử Mặc cùng Dương Khiêm hai người dính líu ẩu đả, hiện tại đỡ khống chế được, tôi sẽ đưa hai bên về, thẩm vấn rõ ràng. Giang Ánh Đào tuy rằng không biết dụng ý Ninh Tử Mặc đột nhiên đánh Dương Khiêm một trận, nhưng vẫn quyết đoán mở miệng. Dương Khiêm tức giận sắp hôn mê, ao đả, rõ ràng là mình bị người ta đánh đập. Hơn nữa, mỗi một quyền đều là một câu nói giống nhau. Điều này làm cho Dương Khiêm bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong lòng thậm chí dâng lên một ý nghĩ. Rốt cuộc một quyền nào mới bắt đầu đổi câu nói, mỗi một quyền đều là đánh thay Tiểu Cẩn, mấy chữ này làm nội tâm Dương Khiêm có chút phát điên. Ta sẽ nhớ ngươi, ánh mắt Dương Khiêm tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Ninh Tử Mặc. Nếu như không phải hiện tại trường hợp như vậy, hắn nhất định phải lấy mạng Ninh Tử Mặc. Lực chú ý của Sở Trần vẫn đặt ở xung quanh, lúc này, không khỏi khẽ nói một chút, thật vẫn là bình tĩnh lại. Anh hoài nghi người của bọn họ còn ở bến tàu.
Giang Ánh Đào thấp giọng hỏi, nếu như là một hai người, tránh được sự phong tỏa của tổ đột kích, thoát khỏi bến tàu thiên nghiệp, vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, lính đánh thuê Hắc Liêm xuất hiện ở bến tàu thiên nghiệp đêm nay, ít nhất có 20-30 người, nhiều người như vậy, muốn lập tức rời khỏi bến tàu thiên nghiệp, cán bản không có khả năng. Sở Trần nói, bọn họ khẳng định đang tròn, nhưng, tổ đột kích đã lục soát toàn bộ bến tàu. Giang Ánh Đào nổi, đừng quên, bên cạnh bọn họ còn có một vị kỳ môn cao thủ, môn chủ đến từ Vu Thần Môn, Ninh Quân Hà. Sở Trần nói, chỉ cần Ninh Quân Hà sớm bố trí một cái kỳ môn trận pháp, muốn tránh qua tìm kiếm của người bình thường, dễ như trở bàn tay. Nếu như là bình thường, Giang Ánh Đào nhất định sẽ phản bác Sở Trần. Nhưng giờ phút này Giang Ánh Đào lập tức lại nghĩ đến bùa hộ mệnh Sở Trần cho cô, quả thật có chỗ thần kỳ. Vậy, anh có thể tìm được không? Giang Ánh Đào hỏi, Sở Trần ngẳng đầu đảo qua, cô xem bến tàu thiên nghiệp lớn bao nhiêu, các loại nhà kho lớn nhỏ, còn chất đầy hàng hóa, còn có các loại nhà container dựng lên, vân vân, lực lượng một mình tôi, muốn lục soát xong, độ khó cũng không nhỏ, đương nhiên, nếu như tôi vận khí tốt, có lẽ không bao lâu là có thể tìm được bọn hạ, vậy anh có thể đi tìm không? Ánh mắt Giang Ánh Đào sáng ngời, mặc dù những lính đánh thuê này không có trợ giúp gì cho vụ án, nhưng nếu tìm được chứng cứ bọn họ xuất hiện ở bến tàu thiên nghiệp, mặc dù không có cách nào chứng minh có liên quan đến Trương Thành, nhưng Trương Thành cũng không có cách nào công khai trốn tránh trách nhiệm, hành động tối nay của tổ đột kích chúng tôi, cũng mũ có thể trở nên nổi tiếng. Từ phá các vụ buôn lậu đến đối phó với lính đánh thuê nước ngoài. Hành động đêm nay đã thất bại, Giang Ánh Đào đang tận lực vì cục đặc chiến vãn hồi thể diện. Tôi sẽ cố gắng, Sở Trần đi về một bên. Trương Thành cùng Dương Khiêm ánh mắt trao đổi một cái, thần sắc hai người đều thản nhiên bình tĩnh. Bọn họ đều biết thân phận của Sở Trần, con rể ở rể đến từ Tống Gia Thiền Thành. Cũng chính là Sở Trần xuất hiện trước tiên, làm Vu Thần Môn chủ Ninh Quản Hà bỏ đi ý định giết đám người Ninh Từ Mặc trong đầu. Ninh Quản Hà nghĩ đến chính là một vị thần bí cường giả đã từng xuất hiện ở quán nhỏ Tinh La kia, hắn lo lắng đêm nay cũng sẽ đi theo cùng Sở Trần. Ninh Quân Hà quyết đoán thay đổi sách lược. Ưu tiên hàng đầu của đêm nay là một lô hàng ở bến tàu Thiên Bằng. Hắn quyết đoán buông tha tiếp tục khống chế Lê Học Dân, lúc tổ đột kích bao vây bến tàu Thiên Nghiệp, hắn đỡ sớm lặng lẽ vô tức rời đi. Cấp bậc cường giả như Ninh Quân Hà mà nói, thùng rỗng kêu to. Trương Thành theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian, khóe miệng khẽ nhếch lên. Còn nửa giờ nữa, lô hàng kia, sẽ cập bến. Dương Khiêm cố nén cảm giác đau nhức khi bị thương truyền đến, tất cả lấy đại cục làm trọng. Sở Trần đi tới trước một chỗ nhà kho, đẩy cửa hàng đi vào. Nhà kho chứa đầy hàng hóa. Sở Trần ngẩng đầu nhìn lướt qua, xoay người đi ra ngoài. Không cần, lục soát một chút Giang Ánh Đào hỏi. Em mờ nếu mà bên trong cỏ trận phạp, tôi đi vào liền có thể cảm giác được. Sở Trần vừa đi, vừa nói, cô Đào, hành động đêm nay, cô thấy thế nào? Giang Ánh Đào bất đắc dĩ buông tay, ý nghĩa rất rõ ràng, còn có thể làm gì? Tìm ra lính đánh thuê Hắc Liêm, tìm lại một chút thể diện cho cuộc đặc chiến, không đến mức hoàn toàn thất bại. Tôi có dự cảm, đêm nay đối phương nháo ra động tĩnh lớn như vậy, vừa vặn chứng minh, giao dịch của bọn họ, ngay tối nay. Sở Trần lại đẩy một cửa nhà kho lớn ra, đi vào đi dạo một vòng sau đỏ đi ra. Giang Ánh Đào ngẩn ra, ý của anh là, hàng thật của bọn họ, còn chưa tới. Có lẽ vậy, Sở Trần lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Sau khi tổ đột kích bắt đầu hành động, tín hiệu bến tàu thiên nghiệp bị che đậy cũng phá giải, một lần nữa khôi phục tín hiệu. Sở Trần còn đang chờ. Con át chủ bài lớn nhất trong tay anh, là La Vân Đạo Tôn. Thế nhưng, vùng biển này bị tổ đột kích phong tỏa, tình huống đêm nay, bọn họ cho dù có giao dịch, cũng không có khả năng to gan như vậy, mạo hiểm cực lớn giao dịch. Giang Ánh Đào nhíu mày, mấy lão hồ ly kia quỷ kế đa đoan, đạn khói lần này tiếp lần khác. Nhưng sự thật cuối cùng cũng chỉ có một. Sở Trần mờ miệng nói. Giang Ánh Đào nghi hoặc nhìn Sở Trần. Anh rể, anh có phải biết cái gì không? Tống Thu không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi một tiếng. Sở Trần vừa định trả lời, điện thoại di động cũng đã rung lên. Sở Trần NSLN thoáng qua. La Vân Đạo Tôn gửi tin tức tới, phía trên chỉ có bốn chữ. Bến tàu Thiên Bằng, Sở Trần nở nụ cười. Sự thật. Đã được tiết lộ, một mấy người lập tức đều choáng váng. Sở Trần không phải đang tìm kiếm tung tích của lính đánh thuê Hắc Liêm sao? Sao đột nhiên lại nói một câu như vậy? Sự thật cái gì? Hắn đã tra được gì?
Giang Ánh Đào hận không thể đoạt lấy điện thoại di động của Sở Trần, nhìn xem trên đó rốt cuộc viết cải gì. Anh có biết lính đánh thuê Hắc Liêm trốn ở đâu không? Tư Đồ Tĩnh cũng vội vàng hỏi. Tôi không quan tâm đến hành mũ mũ tung của lính đánh thuê Hắc Liêm. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Giang Ánh Đào, thần sắc nghiêm túc nói, cô có thể chỉ huy đột kích này không? Lần này, chúng ta có 80% cơ hội, người vật đều bắt được. Cái gì? Giang Ánh Đào kinh hô, ánh mắt mang theo khó có thể tin nhìn chằm chằm Sở Trần. Cô vẫn đi theo bên người Sở Trần rõ ràng cái gì cũng không có làm. Anh rể, thật sao? Tống Thu cũng kích động, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu là thật, như vậy, anh rể cũng quá thần rồi. Tôi nói rồi, Ninh Quân Hà không cần phải che giấu hành tung của mình, hắn hoàn toàn có thể nghênh ngang cùng Trương Thành và Dương Khiêm đứng chung một chỗ. Sở Trần nói, trừ phi, hắn đã rời khỏi bến tàu Thiên Nghiệp. Căn cứ theo tin tức tôi vừa mới nhận được, Ninh Quân Hà, hắn đã đi đến bến tàu Thiên Bằng. Vừa dứt lời, trong lòng Giang Ánh Đào đột nhiên chấn động. Bến tàu Thiên Bằng, vô số tin tức hội tụ trong đầu Giang Ánh Đào, cuối cùng nổ tung ra. Bến tàu Thiên Bằng, nơi kinh doanh thủy sản của Dương Thị. Tất cả những gì xảy ra tối nay tại bến tàu Thiên Nghiệp, đều là đạn khói. Mục đích của đối phương chính là Dương Đông kích Tây, tình huống bên này náo loạn càng lớn, lại càng không có người chú ý đến bến tàu Thiên Bằng. Bọn họ nếu như lựa chọn vào lúc này, giao dịch ở bến tàu Thiên Bằng, thần không biết quỷ không hay, đó là cơ hội tuyệt hảo. Chỉ là trần chờ vài giây, Giang Ánh Đào quyết đoán đi ra ngoài, tôi không có mệnh lệnh của phía trên, nhưng mà tôi sẽ thử. Ai là trưởng tổ đột kích này? Giang Ánh Đào hỏi. Một người đàn ông trẻ tuổi ánh mắt hữu thần đi ra, tổ trưởng tổ đột kích tổ 9, Tiếu Phong. Tiếu Phong không biết về sao Giang Ánh Đào lại đột nhiên đi ra, tâm tình Tiếu Phong vô cùng khó chịu, thật vất vả mới có được một lần hành động đột kích, kết quả lại bị người ta đùa giỡn xoay quanh, nhất định sẽ không có công mà trở về. Cậu có tin tôi không? Giang Ánh Đào nói, Tiếu Phong sửng sốt một chút, nhìn Giang Ánh Đào, thần sắc khó hiểu. Bến tàu Thiên Bằng, Giang Ánh Đào nói bốn chữ. Nếu như tin tưởng tôi, mời tổ đột kích, lập tức xuất phát. Nghe vậy, Tiếu Phong không khỏi nhíu mày một chút, tôi không nhận được mệnh lệnh này, đây là tin tức tôi vừa nhận được, tạm thời sẽ không có mệnh lệnh của cấp trên. Giang Ánh Đào quyết đoán bình tĩnh nói, hành động không thể chậm trễ, nếu như thất bại, cấp trên trách tội xuống, Giang Ánh Đào tôi một lực thừa nhận. Giang Ánh Đào lấy ra giấy tờ tùy thân của mình, tổ trưởng tổ 9 của cục điều tra, Giang Ánh Đào. Tiếu Phong trầm ngâm một hồi. Ngẩng đầu lên, sảng khoái cười, nể mặt đều là tổ 9, tôi tin cô. Tổ đột kích xuất phát, Tĩnh Nhi, thông báo cho nhân viên kỹ thuật, một lần nữa phong tỏa tin tức của bến tàu Thiên Nghiệp, đồng thời để cho cảnh sát bên ngoài thay thế tổ đột kích, phong tỏa bến tàu Thiên Nghiệp. Giang Anh Đào mạnh mẽ vang dội, nhanh chóng đi tới trước mặt Trương Thành cùng Dương Khiêm, không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, bắt lấy, mang đi. Vài tên cảnh sát đi lên, bắt Trương Thành và Dương Khiêm. Tìm một nhà kho, bảo vệ họ và không cho phép bất cứ ai ra vào. Giang Ánh Đào phân phó. Trương Thành cùng Dương Khiêm đồng thời bối rối, các người làm gì? Tôi phải khiếu nại các người. Buông tôi ra, các người đây là xem mạng người như cỏ rác. Châu Ân Thành cùng Dương Khiêm bị nhốt vào trong một cái nhà kho, hai người hai mắt nhìn nhau, đột nhiên biến đổi, làm cho hai người trở tay không kịp, trong lòng có loại cảm giác bất an khó hiểu. Sẽ không xảy ra chuyện chứ? Sắc mặt Trương Thành có chút trắng bệch, không thể nào, Dương Khiêm lắc đầu, chấn định một chút, đây cũng là mánh khóe quen thuộc của cảnh sát, bọn họ không cam lòng đêm nay thất bại, muốn hù dọa chúng ta một chút mà thôi. Dương Khiêm cười lạnh, bọn họ càng như vậy, càng chứng minh bọn họ nóng nảy. Trải qua phân tích của Dương Khiêm, Trương Thành cũng dần dần tỉnh táo lại. Tổ đột kích tựa như thủy triều rút lui, đoàn người Giang Ánh Đào cũng nhanh chóng rời khỏi bến tàu Thiên Nghiệp. Trần Trương Di cũng ở trong trạng thái mờ mịt, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trần Trương Di biết Giang Ánh Đào đang khắp nơi tìm kiếm tung tích lính đánh thuê Hắc Liêm, cô không có đi quấy rầy. Ở trong lòng Trần Trương Di, cũng hy vọng Giang Ánh Đào có thể tìm ra lính đánh thuê Hắc Liêm, cứu lại cho mình một chút thể diện, nhưng không nghĩ tới, mới không bao lâu sau, Giang Ánh Đào cùng tổ đột kích liền thu đội rời đi. Các người làm cái gì vậy? Trần Trương Di hô to, nhưng không ai để ý tới cô. Trước khi lên xe, Sở Trần để Tống Thu cùng Hoàng Phủ Hòa Ngọc ở lại. Sau khi chúng ta rời đi, lính đánh thuê Hắc Liêm có thể sẽ ra ngoài, các người phụ trách đối phó lính đánh thuê Hắc Liêm. Sở Trần vỗ vai Tống Thu một cái, Tiểu Thu,
Đây là cơ hội giao thủ với thế lực ở nước ngoài, cậu nắm chắc thật tốt, nhưng, nhớ kỹ cẩn thận, sủng trong tay đám liều mạng này cũng không phải đồ chơi. Đôi mắt Tống Thu lướt qua một đạo kích động nóng bỏng, nặng nề gật đầu, yên tâm đi, anh rể, em nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Xe nhanh như chớp, gào thét mà đi. Mục tiêu, bến tàu Thiên Bằng, mang theo tản thưởng NSLN Giang Ánh Đào. Vừa rồi Giang Ánh Đào một loạt thao tác, làm Sở Trần đối với cô càng nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô Đào, cô không sợ tình báo của tôi là giả sao? Sở Trần nhìn không được nói một câu. Nếu là giả, sau này tôi chỉ có thể đi theo anh lăn lộn. Giang Ánh Đào nói, cô đã liều mạng tiền đồ của mình ở cục đặc chiến. Nếu hành động thất bại một lần nữa, Giang Ánh Đào phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Yên tâm đi, công lao to lớn này, nhất định là của cô. Sở Trần thần sắc toát ra tự tin, có La Vân Môn âm thầm theo dõi Ninh Quân Hà, chỉ cần thuyền cập bờ, nếu giao dịch, nhất định có thể lấy được người cùng tang vật. Con người Giang Ánh Đào liếc Sở Trần một cái. Cô rất tò mò, Sở Trần làm sao biết được bến tàu Thiên Bằng. Nếu như tin tức là thật, như vậy, toàn bộ quá trình phá án của vụ án này, một trong những lựa chọn sáng suốt nhất cô làm chính là hợp tác với Sở Trần. Bến tàu Thiên Bằng, gió biển gào thét, Ninh Quân Hà đứng ở trên bến tàu, nhìn ra biển rộng xa, vui vẻ thoải mái, vô cùng vui sướng. 10 phút nữa, tàu cập bến. Tất cả thuận lợi, chủ yếu là, còn có thể đùa giỡn xoay quanh cảnh sát cùng Sở Trần. Ninh Quân Hà nhìn không được muốn hả cao một khúc, biểu đạt sung sướng trong lòng mình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh, Ninh Quân Hà đã có thể nhìn thấy thuyền, một chiếc thuyền lớn chậm rãi cập bến. Ninh Quân Hà vung tay lên, nhất thời, một đám nam nhân mặc áo đen vọt tới. Những thành viên này đều là Ninh Quân Hà bí mật bồi dưỡng chiến đếu, Ninh Quân Hà đã không còn Vu Thần Môn, một ít này, là át chủ bài chiến lực cuối cùng bên cạnh hắn. Trên thuyền lớn, một gã đàn ông trung niên nhảy xuống, khuôn mặt mỉm cười, đi về phía Ninh Quân Hà, không nghĩ tới, dĩ nhiên là Ninh Môn chủ tự mình đến nhận hàng, Bàng Mổ cảm thấy vinh hạnh a. Bàng Khải Mạch, một đại tướng quanh Nam đi theo Trương Thành, từng được Trương Thành ân điển, sau khi đi theo Trương Thành, lại thu được đại lượng tài phú. Lần này trở về, hắn lại có thể lấy ra một khoản hoa hồng không nhỏ. Bàng Khải Mạch cùng Ninh Cụ Ân Hà nắm tay nhau, hai ngòi đều toát ra nụ cười khỏng nói lên lời. Chẳng bao lâu, những ngòi y còn lại trong con tàu lớn đã đi xuống. Lô hàng này chất lượng rất tốt, trong đó 70% là những người trẻ tuổi ở độ tuổi 10 và 20. Bàng Khải Mạch coi y nói, Đỗ Ân Nhiên, khó tránh khỏi sẽ có mấy người già trẻ con, Ninh Môn chủ ngàn vạn lần đừng để ý. Không sao, Ninh Quân Hà coi tủm tỉm nhìn vật thí nghiệm của mình đọc mang xuống. Một đám bị trói hai tay, miệng dùng băng dính bịt kín, kéo theo bước chân nặng nề, bị đuổi về phía trước. Ánh mắt của bọn họ hoặc là bàng hoàng, hoặc là tuyệt vọng, hoặc là khóc, căn bản không biết mình sắp phải đối mặt với vận mệnh gì đột nhiên, phía trước truyền đến một trận âm thanh nguyền rủa. Ninh Quân Hà ngẩng đầu nhìn qua, lông mày nhíu lại. Một bé gái khoảng 5-6 tuổi ngã xuống đất, đau đớn đến rơi nước mắt, lập tức không đứng dậy được, bị người đàn ông áo đen bên cạnh đá một cái, chửi ầm lên. Bé gái càng không đứng dậy nổi, nước mắt tuôn trào, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Thật phiền phức, Bàng Khải Mạch thấy sắc mặt Ninh Quân Hà khó coi, lập tức đi tới, hai tròng mắt lãnh nộ một tay nhấc bé gái lên, có phải đi không nổi hay không? Được rồi. Lão tử băm ngươi, ném xuống biển cho cá ăn. Bé gái thân sắc hoảng sợ, sắc mặt đều trắng bệch, hốc mắt tràn đầy nước mắt, thân thể nhỏ bé liều mạng muốn giãy giụa, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Bàng Khải Mạch tựa hồ cũng không phải hù dọa bé gái một chút mà thôi, trực tiếp nắm lấy bé gái đi về phía một bên, Ninh Môn chủ, món hàng này tính trên người tôi. Những người còn lại thấy một màn này, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Ninh Quân Hà khuôn mặt lạnh lùng, gật gật đầu. Đối với hắn, chỉ là một món hàng một vật thí nghiệm mà thôi, không đáng nhắc tới. Bàng Khải Mạch ném bé gái xuống đất, trong tay rút ra một thanh chùy thủ, liếm nhẹ con dao găm sắc bén, đánh giá bé gái, người nói xem, ta nên chặt ngươi thành bao nhiêu miếng, để cá dễ dàng ăn hơn một chút. Đôi mắt của bé gái mở to, sau đó đã quên rơi nước mắt. Đã tuyệt vọng đến cực điểm, Bàng Khải Mạch từng bước tới gần, giơ chùy thủ trong tay lên cao. Giữa lúc tốc độ ánh sáng. Một đạo thân ảnh giống như tia chớp vọt tới, một cước đạp vào bụng Bàng Khải Mạch. Thân thể Bàng Khải Mạch trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống đất hơn 10 mét, còn liên tục lăn lộn vài cái, mới nằm sấp trên mặt đất. Khốn, nạn, Sở Trần nhặt chùy thủ trên mặt đất lên,
Không đợi mọi người kịp phản ứng, một bước chân liền vọt tới trước mặt Bàng Khải Mạch, vung chùy thủ lên, lãnh quang chợt lóe qua, trực tiếp cắt một lỗ tai của Bàng Khải Mạch, người nói xem, ta nên chém ngươi thành bao nhiêu khối, mới xứng được bầu trời trăng sáng này, sáng sủa trời đất. Trong lúc nói chuyện, Sở Trần lại một đao, chém một cái lỗ tai khác của Bàng Khải Mạch. A, à, tiếng kêu thảm thiết của Bàng Khải Mạch phá vỡ đêm tối, lập tức đánh thức tất cả mọi người. Không ai nghĩ tới lại đột nhiên xảy ra đột biến như vậy, bao gồm Vu Thần môn chủ Ninh Quân Hà, khi hắn nhắm mắt nhìn thấy Sở Trần, có loại cảm giác không thể tin được ánh mắt của mình. Làm sao có thể là hắn? Mình rõ ràng ở bến tàu Thiên Nghiệp nhìn thấy hắn, mới quyết đoán rời đi. Lấy vật thí nghiệm thi cổ làm trọng, nhưng không nghĩ tới, Sở Trần lại có thể từ trên trời giáng xuống vào lúc này. Nổ súng, giết hắn. Ninh Quân Hà quyết đoán vô cùng dứt khoát lệnh. Dù sao hàng đã đến, giết Sở Trần, lập tức rời đi. Không ít người theo bản năng lấy súng ống ra, họng súng đen kịt nhao nhao chĩa về phía Sở Trần. Bụp, 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 tiếng súng trong nháy mắt phá vỡ đêm tối, vang vọng, chấn động mây trời. Từng nòng súng chĩa về phía Sở Trần, nhao nhao hét lên rồi ngã gục. Cục đặc chiến, tổ đột kích. Giờ khắc này, tổ đột kích sốt phát huy ra thực lực cường đại của bọn họ, ở trong đêm tối phun ra từng ngọn lửa, giống như thần binh trên trời hạ xuống vật. Tất cả những người cố gắng bắn súng đều ngã xuống đất. Trước mặt tổ đột kích, bọn họ ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Chúng tôi là bộ phận hành động đặc biệt chính thức của Trung Quốc, các người đã bị bao vây, thả vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Thanh âm của Tiếu Phong vang vọng cả bến tàu Thiên Bằng. Lần này, Tiếu Phong mặt mày hớn hở. Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ kết thúc một hồi hành động thất bại, không ngờ lại còn có kinh hỉ bất ngờ. Tổ hành động đặc biệt của Trung Quốc, thanh âm của Tiếu Phong vang vọng cả bến tàu Thiên Bằng, mang theo uy nghiêm nồng đậm. Một bộ phận người hai chân trực tiếp run rẩy, quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao, không dám động nữa, cũng có một bộ phận người không tin mị ảnh quỷ, giơ súng trong tay lên, nhao nhao chĩa về phía Sở Trần, nhưng mà, lúc này, Sở Trần thật sự nhận ra thực lực chiến đấu của tổ đột kích cục đặc chiến, tiếng súng dày đặc như mưa vang vọng, một đám côn đồ mặc áo đen đáp ứng ngã xuống, hiện trường ngay từ đầu hiện ra nghiêng về một phía. Ninh Quân Hà sắc mặt đại biến, biến cố như vậy là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Không phải bọn họ đều ở bến tàu Thiên Nghiệp sao? Vì sao đột nhiên tới bến tàu Thiên Bằng, Trương Thành chết tiệt, ngay cả một tin tức cũng không có. Ninh Quân Hà hận đến cắn răng, ngẩng đầu quét sạch thế cục trên sân, đêm nay giao dịch thất bại đã không có cách nào cứu vãn được. Ninh Quân Hà oán hận nhìn chằm chằm Sở Trần một cái, nhanh chóng đeo mặt nạ thanh lang lạnh như băng, vội vàng lui ra phía sau. Thất sư đệ, giao cho ngươi. Thanh âm Sở Trần vang lên. La Vân Môn thân ảnh hóa thành gió nhẹ xuất hiện ở trước mặt Ninh Quân Hà. Ninh Quân Hà dò y mặt nạ lạnh như băng ẩn giấu khuôn mặt biến sắc, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, trực tiếp xoay người, lao về phía Sở Trần. Ninh Quân Hà phán đoán vô cùng chuẩn xác. Hắn không phải là đối thủ của La Vân Môn, chỉ có bắt được Sở Trần, lấy Sở Trần làm con tin, mới có thể thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, kế hoạch là tốt, nhưng thực tế là tàn khắc. Thời địa ểm ở trước cửa quán nhỏ La Tỉnh, La Vân Đạo Tôn cũng đã để cho Ninh Quân Hà lĩnh giáo thực lực của hắn. Đêm nay lần thứ hai gặp phải, La Vân Đạo Tôn càng thêm không có nương tay. Ngược lại chứng kiến cảnh sát thương của băng đảng buôn lậu vừa rồi, La Vân Môn xuống tay càng thêm hung ác, không chỉ chặn Ninh Quân Hà lại, càng là ở trong mấy chiêu ngắn ngủi, liền làm Ninh Quân Hà bị thương. Giang Ánh Đào cũng nhìn thấy một màn này, con người rơi vào trên người La Vân Đạo Tôn. Vị đạo sĩ kia thực lực thật đáng sợ. Tư Đồ Tĩnh sợ hãi mở miệng. Sở Trần sớm đã an bài người này theo dõi Ninh Quân Hà, thì ra đây mới ỷ là át chủ bài của Sở Trần đêm nay. Tầm mắt Giang Ánh Đào dời ý về phía Sở Trần, lúc này chủy thủ trong tay Sở Trần đã đâm xuyên qua lòng bàn tay Bàng Khải Mạch, đóng đinh cả người Bàng Khải Mạch trên mặt đất. Bàng Khải Mạch phát ra tiếng gào thét vô cùng thê thảm. Sở Trần thì đi về phía bên kia, thần sắc nhu hòa trấn an bé gái, hơn nữa ôm bé gái lên. Bé gái nắm chặt bả vai Sở Trần, đây là một chùm ánh sáng xuất hiện khi tuyệt vọng đen tối nhất trong cuộc đời của cô bé. Mặc dù chỉ mới 5-6 tuổi, nhưng đại khái cả đời này cô bé cũng sẽ không quên. May mắn có Sở Trần. Giang Ánh Đào cảm khái. Hành động lần này nếu không phải có Sở Trần hậu thủ, bọn tội phạm sẽ ở trước mắt bọn họ giao dịch. Sức chiến đấu của tổ đột kích vô cùng cường hãn, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, đã khống chế được toàn bộ thế cục. Tiếng súng dừng tại, Tĩnh Nhi,
thông báo cho cảnh sát địa phương, đến phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và tạm thời thu xếp ổn thỏa người bị hại. Giang Ánh Đào trầm giọng mở miệng, tuân lệnh. Giang Ánh Đào cười hì hì, tổ trưởng, hiện tại có thể báo cáo với đội trưởng Tôn hay không, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Không đợi Giang Ánh Đào chủ động thông báo, chuông điện thoại di động của cô đã vang lên. Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua, a, là điện thoại của đội trưởng Tôn, làm sao hắn biết được. Đội trưởng Tôn, Tôn Cảnh Quốc, người phụ trách cao nhất của vụ buôn lậu hàng hải của tập đoàn Thiên Nghiệp. Đội trưởng Tôn, Giang Ánh Đào nhận điện thoại, tiểu Giang a, cô quá hành động theo cảm tính. Thanh âm của Tôn Cảnh Quốc trầm giọng mở miệng, vừa rồi Trần Trương Di gọi điện thoại khiếu nại tôi, cô không chỉ tự tiện tiến vào bến tàu Thiên Nghiệp trước khi hành động, đánh rắn động cỏ, mà còn là khi hành động chưa kết thúc, liền cử tổ đột kích đi, hiện tại Trần Trương Di khiếu nại cô, nói cô có khả năng thông đồng với tội phạm, cô giải thích thế nào? Giang Ánh Đào nhìn thoáng qua, lập tức mở miệng nói, báo cáo Tôn đội, tôi hiện tại đang ở bến tàu Thiên Bằng, vừa mới phá hủy một vụ án buôn lậu. Hiện trường xảy ra đấu súng, đánh chết hơn 20 người tội phạm, bắt sống hơn 30 người, hơn 100 người buôn lậu, còn có, một trong những thủ lĩnh băng đảng buôn lậu, Ninh Quân Hà, đã bị bắt tại chỗ. Cái gì? Thanh âm của Tôn Cảnh Quốc kinh hô. Hồi lâu, tôi lập tức đến, điện thoại cúp máy một cách vội vàng. Tổ trường, Tôn đội đớ nói gì? Tư Đỏ Tĩnh tò mò. Trần Trương Di khiếu nại tôi trước mặt anh ta. Thần sắc Giang Ánh Đào có chút quái dị, cô muốn cười. Tư Đồ Tĩnh hiển nhiên không có qua huấn luyện chuyên nghiệp, trực tiếp ôm bụng cười rộ lên, bà tám kia, khá án không được, khiếu nại đầu tiên, a, à. Trận chiến đã kết thúc, La Vân Đậu Tôn không chút hồi hộp bắt sống Ninh Quân Hà. Sở Trần đi qua, tháo mặt nạ trên khuôn mặt Ninh Quân Hà xuống, Ninh Quân Hà vẻ mặt xanh mét, hai tròng mắt mang theo lửa giận, không cam lòng, nhìn chằm chằm Sở Trần. Ninh môn chủ, người không nghĩ tới đi. Sở Trần nhìn Ninh Quân Hà, ác giả ác báo. Ngươi sớm nén đoán được, sẽ có ngày hõm nay. Lấy tội ác của ngươi, phỏng đoán cẩn thận, bắn chết ngươi 100 lần cũng không đủ. Ninh Quân Hà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trần, trong lúc bất chợt toát ra nụ cười quỷ dị, ngươi cho rằng, ngươi đã giành chiến thắng. Tôi biết con át chủ bài của ngươi. Sở Trần thần sắc bình tĩnh như thường, ngươi cho rằng, cổ của ngươi, đối với người của Cửu Huyền Môn có hiệu quả sao? Nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt Ninh Quân Hà dần dần ngưng động. Cửu Huyền Môn, thiên hạ đệ nhất kỳ môn, cái gọi là cổ thuật của hắn, ở trước mặt Cửu Huyền Môn, quả thực chính là múa rìu qua mặt thợ. Một cỗ khí lạnh từ đáy lòng toát ra, cuồn cuộn toàn thân, Ninh Quân Hà cả người đều tựa như rơi vào trong sông băng, khuôn mặt không còn một chút máu. Các người, Ninh Quân Hà thử khống chế cổ của mình, nhưng lại kinh hãi phát hiện, thật sự không có cách nào khống chế. Ninh Quân Hà ngẩng đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn La Vân Đạo Tôn. La Vân Đạo Tôn so với trong tưởng tượng của hắn đáng sợ hơn nhiều. Thân là Vu Thần môn chủ, cổ thuật của hắn vốn là bản lĩnh làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở trước mặt La Vân Đạo Tôn, ngay cả một chút cơ hội thì triển cũng không có. Đây chính là Cửu Huyền Môn. Ninh Quân Hà phảng phất thoáng cái già đi, bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất, thật lâu sau, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Sở Trần, ta nhận thua, ta thừa nhận, ta quả thật muốn thông qua một ít đường dây đặc biệt. Giới thiệu lao động giá rẻ, theo ta làm việc, từ đó trục lợi. Ánh mắt Sở Trần cùng Ninh Quân Hà nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười, chỉ mong lời thú tội của những người khác giống như ngươi đi. Người tang vật cũng lấy được, Ninh Quân Hà muốn ngụy biện thoát tội, không thể nghi ngờ là lời nói vớ vẩn. Ninh Quân Hà sắc mặt biến ảo, đầu cúi thấp xuống, hắn biết, hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, không cách nào run rẩy. Tuyệt đối không nghĩ tới. Kế hoạch không chê vào đâu được, dĩ nhiên thất bại. Hắn còn ngay cả đường phản kháng cũng không có. Tiếu Phong đi tùy trước mặt Giang Ánh Đào, Tôn đội vừa gọi điện thoại cho tôi, nói hắn đang trên đường tới đây. Giang Ánh Đào nhìn Tiếu Phong một chút, đại khái là muốn ở trong miệng anh xác nhận một chút lời tôi nói. Tiếu Phong xấu hổ nở nụ cười, ánh mắt lập tức toát ra hưng phấn, nói như thế, hành động đêm nay, chúng ta đại thắng toàn thắng, đáng để chúc mừng a. Càng làm cho người xem thường chúng ta, cảm thụ một chút tư vị tát vào mặt. Tư Đồ Tĩnh nói một câu, đây mới là cô càng thêm chờ mong, không biết bà tám kia, tổ trưởng Trần Tổ Bảy, nghe được tin tức này sẽ có tâm tình gì. Giang Ánh Đào đi về phía Sở Trần, thần sắc thành khẩn, ủa Trần, cảm ơn anh. Chúng ta không phải hợp tác sao? Sở Trần cười, rất may mắn, chúng ta lần đầu tiên hợp tác, kết thúc mỹ mãn.
Giang Ánh Đào vươn tay về phía Sở Trần, hy vọng còn có cơ hội hợp tác. Sở Trần cầm bàn tay trắng nõn mềm mại này, tôi cũng vậy. Tư Đồ Tính nhận một cuộc điện thoại, thần sắc có chút quái dị, tổ trưởng, Lý Niệm Phàm gọi điện thoại, nói hắn ở Kiềm Nam có phát hiện lớn, căn cứ vào phương hướng Sở Trần cung cấp, ở một sơn cốc phát hiện số lượng lớn thi thể, rất có thể chính là những người những năm gần đẩy tập đoàn Thiên Nghiệp thông qua buôn lậu trên biển vận chuyển tới. Lý Niệm Phàm còn nói, có phát hiện lớn này, hắn tự tin, chờ hắn trở về, rất nhanh có thể phá được vụ án này. Giang Ánh Đào cũng sửng sốt một chút, nhìn Ninh Quân Hà ngồi trên mặt đất, cô trả lời thế nào? Tôi nói, án đã phá, vừa vặn bắt được phu thần môn chủ. Tư Đồ Tính trả lời, sau đó hắn không nói lời nào, còn cúp điện thoại của tôi. Trong vòng chưa đầy 20 phút, mấy chiếc xe gào thét đến, hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa. Tôn Cảnh Quốc đẩy cửa ra, Trần Trương Di cùng hắn đến. Tôn đội, sao đột nhiên tới bến tàu Thiên Bằng? Trần Trương Di vừa đi vừa nói, bến tàu Thiên Bằng thuộc về thủy sản Dương Thị, thanh âm của Trần Trương Di đột nhiên dừng lại, trong đầu phảng phất có một đạo sấm sét xẹt qua, cả người ngây ra. Chẳng lẽ là, Trần Trương Di ngẩng đầu nhìn thoáng qua hiện trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tôn Cảnh Quốc, chân thành khuất phục, vẫn là tôn đội thông minh. Tôn Cảnh Quốc không dừng bước, người thông minh là Giang Ánh Đảo, là cô ấy nghĩ đến bến tàu Thiên Bằng, hơn nữa còn quyết đoán hành động, một lần hành động bắt được băng nhóm tội phạm này, lần này, người vật đều bắt được. Ha ha ha, Tôn Cảnh Quốc cười đặc biệt vui vẻ, đây cũng không phải là vụ án bình thường, liên quan đến tập đoàn Thiên Nghiệp, tập đoàn Dương Thị, còn có Ninh Gia, chuyện trọng đại, vụ án vừa phá, nhất định sẽ chấn động cả nước, hắn thân là tổng phụ trách tổ chuyên án, trên mặt có vẻ vang. Cả người Trần Trương Di lại một lần nữa choáng váng. Giang Ánh Đào, liên quan gì đến cô ấy? Tại sao lại là cô ấy? Không thể là cô ấy. Trần Trương Di ngàn lần phủ định. Tiểu Trần A, có phải cô có hiểu lầm gì với Giang Ánh Đào không? Tôn Cảnh Quốc đã nhìn thấy đám người được giải cứu cùng với người áo đen bị bắt giữ, trên mặt đất còn bầy súng ống. Hành động này, rất hoàn hảo. Không đợi Tôn Cảnh Quốc mở miệng, Trần Trương Di đã sải bước đi lên, Giang Ánh Đào. Có phải cô cố ý gạt tôi không? Tất cả mọi chuyện đêm nay, đều là cô tự tay bố trí, cô vì cướp công lao mà ngay cả đồng nghiệp cục đặc chiến của mình cũng lừa gạt. Giang Ánh Đào nhướng mày, ghen tị làm cho con người hoàn toàn thay đổi. Tư Đồ Tính hừ nhẹ một tiếng. Lần này, ngay cả Sở Trần cũng nhìn không nổi, người đạp hơn cô còn ưu tú hơn cô, có phải rất khó tiếp nhận hay không? Trần Trương Di tức giận đến cả người đều phát run. Phá án rồi. Cô nằm mơ không ra đêm nay lại có kết cục như vậy. Trần Trương Di hồi tưởng lại, mình quả thực giống như chú hề, nhảy lên nhảy xuống, khiến người ta chê cười. Được rồi, Tiểu Trần, cô bớt tranh cãi một tí. Tôn Cảnh Quốc có chút bất mãn thái độ của Trần Trương Di, trầm giọng quát khẽ tối nay công lao của Tiểu Giang, ai cũng không xóa được, nếu không phải Tiểu Giang, tên tuổi một đo y của cục đặc chiến đều bị hủy hoại trong chốc lát, chúng ta suýt nữa đã bị tập đoàn tội phạm đùa giỡn xoay quanh. Giang Ánh Đào vừa định nói là bởi vì Sở Trần, nhưng ngẩng đầu nhìn, Sở Trần không biết từ lúc nào đã đi xa. Giang Ánh Đào trong lòng thầm than một tiếng, cô vốn định mượn cơ hội này, mời Sở Trần tiến vào cục đặc chiến, hiện tại xem ra, Sở Trần rõ ràng không có tính toán này. Tôn đội, tôi sẽ báo cáo chi tiết với anh về tình hình cụ thể của hành động tối nay. Giang Ánh Đào mở miệng, toàn bộ quá trình, ánh mắt Trần Trương Di đều mang theo ghen tị NSLN chằm chằm Giang Ánh Đào. Cô không phục, chỉ là một tổ chín, ở bằng thành ngay cả tiên thiên võ giả cũng không có, làm sao có thể điều tra được tin tức chuẩn xác như vậy, hơn nữa còn triển khai lôi đình hành động. Trong này nhất định còn có mở ám. Trần Trương Di bất động thanh sắc đi tới ỉ bên cạnh Sở Trần, mở miệng nói, rõ ràng tất cả mọi người đều ở bến tàu Thiên Nghiệp, vì sao các người đột nhiên đến bến tàu Thiên Bằng, chẳng lẽ là các người biết trước? Tất nhiên không phải, Sở Trần nghiêm túc quay đầu lại nói, không có biết trước. Tôi là tính toán trước, đúng rồi, vị tổ trưởng này, tôi thấy cô đêm nay mọi việc không thuận, nếu không tôi tính cho cô một quẻ, xem cô khi nào có thể vận chuyển. Sắc mặt Trần Trương Di tối sầm lại, Sở Trần càng nói như vậy, cô càng cảm thấy trong đó có mờ ám. Ở trong miệng Sở Trần hỏi không ra cái gì, Trần Trương Di lập tức tập trung mục tiêu kế tiếp, La Vân Đạo Tôn. Vị đạo trưởng này, xin lỗi, tôi không xem bói. Vụ án được phá. Sở Trần cũng không có ý định ở lại bến tàu Thiên Bằng quá lâu, đối với anh mà nói công lao không hề gì, mục tiêu của anh chỉ là vu thần môn chủ Ninh Quân Hà. Sở Trần tin tưởng,
Ninh Quân Hà hiện giờ bị cục đặc chiến khống chế, đời này xem như xong đời. Sau khi cùng Giang Ánh Đào chào hỏi một tiếng, Sở Trần vừa định rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Sở Trần quay đầu lại, cô bé suýt chết trong tay Bàng Khải Mạch, làn da vàng, đôi ỉ mắt đen, cô bé bước nhanh đến trước mặt Sở Trần, anh trai, cảm ơn anh. Sở Trần ôn hòa cười, sờ đầu cô bé một chút, hiện tại không sao rồi, ngoan ngoãn chờ chú cảnh sát đưa em về nhà nha. Cô bé gật đầu, nhìn theo thân ảnh Sở Trần dần dần biến mất trong tầm mắt cô bé. Bóng lưng này, cả đời khắc ở đáy lòng bé gái. Ninh Tử Mặc lái xe, Sở Trần và La Vân Đạo Tôn cùng nhau trở về bến tàu Thiên Nghiệp, cùng Tống Thu Hoàng Phủ Hoàng Ngọc hội hợp. Lúc vừa đến bến tàu Thiên Nghiệp, vừa lúc nhìn thấy Trương Thành và Dương Khiêm được mang ra ngoài. Trong nháy mắt nhìn thấy Sở Trần, ánh mắt hai người đều xuất hiện vẻ oán hận. Giao dịch thất bại rồi, họ cũng nhận được tin tức, đáng tiếc là quá muộn. Giờ phút này hai tay hai người đều đã khóa còng tay lạnh như băng. Sở Trần, Trương Thành nghiến răng nghiến lợi, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Sở Trần không hề để ý ánh mắt oán hận của hai người Trương Thành, từ thời khắc các người quyết định phạm tội, đã định trước kết cục của các người. Kết cục còn không phải là ngươi định đoạt. Trương Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần một cái, lên xe cảnh sát. Xe cảnh xả gào thẻ rời đi. Cha, vậy mà còn dám hù dọa chúng ta, hắn vừa đi, tôi không tin hắn còn có thể sống chín ỏ đi ra. Tống Thu cất một tiếng. Sở Trần nhìn hướng xe cảnh sát rời đi, điều này nói rõ, trong lòng bọn họ, còn có hy vọng gửi gắm. Ninh Quân Hà, Trương Thành, Dương Khiêm, ba người đồng thời xa lưới, nếu như nói trong lòng bọn họ còn có hy vọng, như vậy, chỉ có hai loại khả năng, tầm mắt Ninh Tử Mặc khẽ híp lại, thứ nhất, bọn họ tin tưởng Ninh Quân Thiếu còn có biện pháp cứu bọn họ ra, thứ hai, sau lưng Trương Thành và Dương Khiêm đều là vĩnh dạ, nếu như băng nhóm tội phạm này là toàn bộ vĩnh dạ, bọn họ quả thật còn có một chút trông đợi. Về nhà thôi, Sở Trần mỉm cười, bất kể là khả năng nào, bọn họ đều phải đối mặt với cục đặc chiến, không có liên quan quá lớn với chúng ta. Đáng tiếc là, em cùng Hoàng Phủ Thúc tìm thật lâu, vẫn không tìm được tung tích lính đánh thuê Hắc Liêm. Tống Thu có chút tiếc nuối. Những kẻ liều mạng này đương nhiên cũng tiếc mạng, tôi phỏng chừng lúc tổ đột kích rút lui, bọn họ cũng nắm lấy cơ hội chạy trốn. Sở Trần cũng không có để lính đánh thuê Hắc Liêm ở trong á lòng, hành động đêm nay, đối với anh mà nói, là kết cục vô cùng sao viên mãn. Đêm đã khuya, đến lúc về nhà ngủ, Sở Trần nghĩ đến trước khi xuất phát, đôi môi son mềm mại chạm vào, có chút thất thường. Bão tố bên ngoài, làm sao có thể so sánh với vùng quê dịu dàng trong nhà. Sở Trần thúc giục Tống Thu, một đường lái xe, lúc trở lại Tống ra, trời đã sắp sáng. Đèn của tổ ấm nhỏ vẫn còn sáng. Sở Trần đi lên, dưới ánh đèn, khuôn mặt thuần mỹ thuần khiết kia, con người khẽ nhắm lại, thân thể khẽ cuộn mình trên sofa, ôm một cái gối đầu. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân, Tống Nhan mở mắt ra, nhìn Sở Trần một cái, đứng lên, đã về rồi à. Tất cả thuận lợi, bọn họ quả thật lựa chọn giao dịch đêm nay, bắt được Ninh Quân Hà, Trương Thành cùng Dương Khiêm. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười đi lên, đêm nay đang định thể hiện bản lĩnh, Tống Nhan đã đứng lên, vậy thì tốt rồi, em đi ngủ. Tống Nhan thật sự buồn ngủ không chịu nổi, loạng choạng trở về phòng mình. Sở Trần sửng sốt, cửa phòng đóng lại, tim Tống Nhan đập thình thịch, nghe nói đàn ông đều được voi đòi tiên. Khuôn mặt Tống Nhan đều đỏ lên, hôm nay cùng Sở Trần thân thiết đã lấy hết dũng khí của cô. Cho nên vừa rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng mình. Không thể bị Sở Trần được voi đòi tiên. Trời đã sáng rồi, một tin tức giống như sấm sét trên mặt đất vang vọng. Chủ tịch tập đoàn Thiên Nghiệp Trương Thành bị nghi ngờ buôn lậu đã bị cảnh sát khống chế. Cũng bị hiềm nghi phạm tội, còn có lão tổng thủy sản Dương Thị, Dương Khiêm, thậm chí còn có một người tên là Ninh Quân Hà, họ Ninh A. Tin tức lớn, khó có thể tin được. Một đám đều là nhân vật công chúng tiếng tăm lừng lẫy, không thể tưởng tượng được lại sau lưng làm ra chuyện đê tiện dơ bẩn như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng. Bất kể ỉ à Bằng Thành hay Dương Thành, phố lớn ngõ nhỏ, đều bị tin tức buổi sáng này chấn động. Đây là một cuộc họp báo chung do cảnh sát hai thành phố phối hợp phát động, cảnh sát ra tay mạnh mẽ, phá được một tập đoàn tội phạm buôn lậu hàng hải quy mô lớn. Lúc Sở Trần tỉnh ngủ, cũng nhìn thấy tin tức này đầu tiên. Cục đặc chiến quả nhiên mạnh mẽ vang dội, đây là hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sở Trần mỉm cười, trực tiếp công khai vụ án, bày ra trước mặt công chúng, bất kể là bất luận kẻ nào, cũng không dám đi vòng quanh nữa.
Tống Nhan đã sớm rời giường, vụ án thi cổ tuy rằng đã chấm dứt, nhưng trò chơi của Bắc Trần và Tiền Thị vẫn tiếp tục. Tuy rằng Bắc Trần đã ẩn giấu một con át chủ bài, nhưng Tống Nhan vẫn dùng 100% chuyên chú cùng nghiêm túc xử lý. Sau khi ăn xong bữa sáng, Sở Trần đi tới quán nhỏ Tinh La. La Vân Đạo Tôn nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng sẽ trở về Cửu Huyền Môn, cùng hắn trở về, có Tiểu Vô Ưu cùng Mạc Nhàn. Thất sư đệ, thay ta chào hỏi 9 vị sư tôn. Sở Trần phất tay, đừng quên chuyện ta nói với ngươi. La Vân Đạo Tôn gật gật đầu, Mạc Nhàn cầm nạng, cáo biệt Sở Trần, đôi mắt hơi đục ngầu mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn. Đối với Mạc Nhàn thăm dò kỳ môn tướng thuật hơn nửa đời người, có thể vào lúc này dính phúc của cháu gái tiến vào Cửu Huyền Môn tu hành, đó là may mắn lởn. Tiểu Vô Ưu đột nhiên đi tới trước mặt Sở Trần, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Sở Trần. Thiếu nữ 16-17 tuổi, chính là lúc mới biết yêu. Sư tổ nói, ở Cửu Huyền Môn tu hành, chỉ cần biểu hiện tốt, trước khi xuất sư, một năm có một lần cơ hội đi ra. Tiểu Vô Ưu nhìn Sở Trần, ánh mắt mang theo chờ mong, một năm sau, tôi trở về TLM anh được không? Nhịp tim của Tiểu Vô Ưu có loại tăng lên khó hiểu. Cô đột nhiên sự nghe Sở Trần trả lời. Ngộ nhỡ Sở Trần nói không thì sao? Tiểu Vô Ưu âm thầm nắm chặt góc áo. Mạc Nhàn nhìn bóng lưng cháu gái, âm thầm thở dài một tiếng. Vô Ưu, vốn nên cả đời Vô Ưu. Nhưng một số nhân quả một khi dính vào, cô chính là Mạc Vô Ưu. Sở Trần nhìn đôi mắt trong suốt này, gật gật đầu, cố lên, Tiểu Vô Ưu. Tiểu Vô Ưu nở nụ cười, mở tay ôm lấy Sở Trần, sau đó buông ra, tạm biệt, Sở Trần ca ca. Tiểu Vô Ưu xoay người, một luồng phương hướng nhàn nhạt lưu lại trong không khí. Sở Trần đứng tại chỗ một lát, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quán nhỏ Tinh La đã có một cái khóa, trong tay Sở Trần cầm chìa khóa Mạc Nhàn để lại cho anh. Trong quán nhỏ còn có không ít tài liệu chế tác bùa, Sở Trần còn ở Thiền Thành một ngày, đều sẽ dùng. Chia tay có chút thương cảm, Sở Trần cảm giác trong lòng có loại cảm giác buồn bã như mất mát, trở lại Tống gia, sau khi đánh Tống Thu một trận trên cột hoa mai, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Sau khi trở về tắm rửa, Trương Đạo Trường đã tìm tới cửa, trong tay còn cầm một phần tư liệu. Đây là một danh sách của cuộc thi sư vương tranh bá. Trương Vận Quốc đưa tư liệu cho Sở Trần, ở Thiền Thành đủ điều kiện tham gia có 20 nhà, toàn bộ đều đã báo danh, thiếu âm kỳ, đến từ phái Thanh Dương, võ đạo tông sư. Sở Trần trước khi lật xem tư liệu, nhịn không được nhìn thoáng qua Trương Vận Quốc. Vị này từng là định hải thần châm của Tống gia, Trương Đạo Trưởng tính toán không bỏ sót, thế nhưng lập tức chuyển thành một điều tra viên tình báo, hơn nữa còn chuyển hóa vô cùng thành công. Sở Trần đều nhịn không được động tâm tư giới thiệu Trương Đạo Trường tiến vào cục đặc chiến. Trương Vận Quốc làm tất cả đều là muốn ở trước mặt Sở Trần có giá trị tồn tại, muốn ôm chặt đùi Sở Trần, tương lai có cơ hội tiến vào Cửu Huyền Môn tu hành, nếu hắn biết Sở Trần muốn tiến cử hắn tiến vào cục đặc chiến, chỉ sợ ngay cả tâm tư khóc cũng cỏ. Trương Đạo Trường, vất vả rồi. Sở Trần bắt đầu tra cứu tư liệu, vài trang đầu tiên ghi lại danh sách sư vương tranh bá do các nhà thiền thành phái ra. Hoàng gia, Tiếu Âm Kỳ, Liễu Hiểu Phong. Trong danh sách còn có ghi chú, Tiếu Âm Kỳ, trường lão phái Thanh Dương, võ đạo tông sư. Liễu Hiểu Phong, một trong những đệ tử của Tiếu Âm Kỳ. Kế tiếp, Sở Trần nhìn thoáng qua danh sách các nhà còn lại, bao gồm Diệp gia, Tiền gia, tập đoàn Vinh Thị, mấy lần cùng anh đụng chạm không nhỏ, đều nằm trong danh sách dự thi. Riêng ở Thiền Thành đã có 20 suất, nghe nói sư vương tranh bá lần này, phạm vi là cả nước thậm chí cả thế giới. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu con sư cùng thi đấu. Sở Trần nhìn không được tưởng tượng cảnh tọng kia một chút. Hùng sư tranh bá, vạn người chú ý bên ngoài truyền bá, sư vương tranh bá lần này, lớn nhất trong lịch sử. Trương Vận Quốc trầm giọng nói, hiện tại cũng không có ai đề cập đến sư vương tranh bá toàn quốc, mà đổi tên thành, thiên sư thịnh yến. Đó thực sự là một màn thịnh yến. Sở Trần mỉm cười, đôi mắt cũng lao qua một đạo chờ mong. Lúc trước bởi vì vụ án thi cổ, không có tâm tư dự thi, hiện tại vụ án thi cổ đã được phá, Sở Trần có thể hào hào cảm thụ một chút trận võ sư thịnh yến này. Sở Trần nhìn thoáng qua Tiếu Âm Kỳ trong danh sách, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, đồng thời anh cũng muốn biết, vị tông sư phái Thanh Dương này, muốn đối phó anh như thế nào trong thiên sư thịnh yến. Nếu như đối phương thật sự giói tình huống biết anh là đệ tử Cửu Huyền Môn còn dám động thủ với anh, sức mạnh là cái gì? Triệu gia, Phỏ Hạc Lâu. Trương Vận Quốc vạch trọng điểm cho Sở Trần, trầm giọng nói, người này lai lịch không nhỏ, là nhân vật cấp bậc nguyên lão của Liên Minh Tông Sư Phương Bắc,
Lần trước tổ chức cuộc thi sư vong toàn quốc ở Kinh Thành, hắn lọt vào top 10. Lần này đại diện Triệu gia Thiền Thành xuất chiến, nghe nói là Triệu gia tốn một khoản tiền lớn, hơn nữa, còn có quan hệ với một tiểu bối tên là Triệu Sơn. Bắc quyền Triệu Sơn, Sở Trần ngược y ải còn có ấn tượng. Như vậy xem ra, Triệu gia cũng muốn lần này ở cuộc thi tranh bá toàn quốc, tạo dựng tên tuổi. Sở Trần thậm chí có loại cảm giác, đối phương chỉ sợ chính là hướng về phía anh. Anh ở Thiền Thành có quá nhiều kẻ thù. Một khi có cơ hội, kẻ thù sẽ cố gắng hết sức để bắn tỉa anh. Thiên sư Thịnh Yến, tất không bỏ qua. Ngoại trừ mấy nhà ở Thiền Thành này ra, Trương Vận Quốc còn thu thập một phần tư liệu của các thành phố còn lại. Biệt người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đang lúc Sở Trần đang TLM hiểu về Thiên sư Thịnh Yến, cơn bão do buổi họp báo gây ra đã lên men ở Dương Thành. Tất cả sản nghiệp của Dương Thành liên quan đến tập đoàn Thiên Nghiệp đều bị niêm phong trong một đêm. Ngay cả Vĩnh Dạ, sản nghiệp vùng xám, bởi vì tập đoàn Thiên Nghiệp và thủy sản Dương Thị đồng thời là cổ đông của Vĩnh Dạ, cho nên, ngày hôm nay, Cục Đặc Chiến trực tiếp phái người đến Tổng bộ Vĩnh Dạ, điều tra Vĩnh Dạ. Còn bão quét qua Thiền Thành, Ninh Gia, hội nghị gia tộc, các thúc phụ Ninh Gia tức giận, ở hội nghị mắng chửi Ninh Quân Hà vô đức, bại hoại thanh danh Ninh Gia. Cả hội nghị Ninh Quân Thiếu ở đây, nhưng hắn cười không ra, khuôn mặt âm trầm, không nhúc nhích, bên tai nghe các vị thúc phụ của Ninh gia nói. Cuối cùng, thanh âm nghị luận dần dần bình ổn, ánh mắt mọi người rơi vào trên người gia chủ Ninh Quân Ngạn. Ninh Quân Ngạn thần sắc nghiêm khắc, chậm rãi nói, tôi đã biết thông tin liên quan từ cảnh sát, Ninh Quân Hà phạm tội, cũng không chỉ đơn giản là vượt qua buôn lậu còn là ngò y sống, buôn bán người sống, coi mạng người như cỏ rác. Ninh Quân Hà làm việc xấu. Vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Ninh gia, từ hôm nay trở đi, xóa tên Ninh Quân Hà khỏi gia tộc Ninh gia, vĩnh viễn không thể trở về. Đông đảo người trầm mặc một lát, một vị thúc phụ trong đó dẫn đầu gật đầu, tôi đồng ý. Đồng ý, đồng ý, cơ hồ không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, cho dù là thúc phụ có huyết mạch chí thân với Ninh Quân Hà, giờ phút này nhiều nhất cũng chỉ có thể là giữ im lặng. Ninh Quân Hà phạm phải tội ác, người và thần đều phẫn nộ, không ai dám phủ nhận. Hắn vẫn bị bắt tại chỗ. Ninh Quân Thiếu đứng lên. Ánh mắt mọi người dừng trên người hắn. Tất cả mọi người đều rõ ràng tình cảm hai anh em Ninh Quân Thiếu cùng Ninh Quân Hà. Tôi đồng ý. Khuôn mặt Ninh Quân Thiếu không chút biểu cảm. Bỏ lại một câu, cắt bước đi ra khỏi phòng họp gia tộc. Thần sắc mọi người không khỏi toát ra bất ngờ. Ninh Quân Thiếu bình tĩnh đến không ngờ. Ninh Quân Ngạn nhìn bóng lưng Ninh Quân Thiếu rời đi. Lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. Hắn không biết toàn bộ quá trình chi tiết xảy ra tối hôm qua, nhưng hắn biết kết cục của Ninh Quân Hà. Tan họp, Ninh Quân Ngạn bảo Ninh Tử Châu ở lại. Chuyện đêm qua, Ninh Tử Mặc có phải cũng tham gia hay không? Ninh Quân Ngạn thản nhiên hỏi một tiếng. Ninh Tử Châu lắp bắp kinh hãi, vụ án không phải cảnh sát phá được sao? Ninh Quân Ngạn nghiêm túc nhìn chăm chú vào Ninh Tử Châu, một lát sau, chậm rãi nói, kết cục của Ninh Quân Hà đã định trước, khó thoát khỏi cái chết. Ninh Quân Thiếu vừa rồi bày ra bình tĩnh, vừa vặn nói rõ, nội tâm hắn không bình tĩnh, hẳn nhất định sẽ trả thù. Trả thù cảnh sát, Ninh Tử Châu thoát lên. Vậy đương nhiên không có khả năng, hắn muốn trả thù, là những người còn lại tham gia vụ án này. Ninh Quân Ngạn nói, ví dụ như, Ninh Tử Mặc, Sở Trần. Đồng tử Ninh Tử Châu chấn động mạnh, ước chừng 5 phút, Ninh Tử Châu lái xe, rời khỏi Ninh gia, đi thẳng đến Thiền Thành. Dương Thành. Tòa nhà lón Tây Quan, Ninh Quân Thiếu ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt trắng nõn, nhìn chăm chú vào một cái ghế dựa phía trước. Chiếc ghế trống rỗng, hết cách rồi à, Ninh Quân Thiếu lẩm bẩm, nhẹ nhàng đứng lẽn, em trai, ta không có cách nào cứu em đi ra, cho nên, dưới suối vàng, nhất định sẽ để cho bọn họ đồng hành cùng em. Ninh Quân Thiếu lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Mục tiêu, Ninh Tử Mặc, Sở Trần, Tống Thu, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Đêm qua xuất hiện mấy người ở bến tàu Thiên Nghiệp, Ninh Quân Thiếu đều đã tra được. 10 triệu, tỏi muốn mạng sống của 4 người trong số họ. Ninh Quân Thiếu chậm rãi nói, sau khi giết 4 người, ta có con đường của ta, để cho lính đánh thuê Hắc Liêm rút lui. Nhưng nhớ kỹ, muốn giết bọn họ không dễ dàng, nếu như lính đánh thuê Hắc Liêm làm không được, cũng đừng tiếp nhiệm vụ này của ta, hiểu chưa? Hắc, chỉ cần tiền đến nơi, không có nhiệm vụ nào Hắc Liêm không thể làm. Đầu dây bên kia, một đạo thanh âm nở nụ cười, có lẽ chính diện chiến đấu Hắc Liêm không phải là đối thủ của bọn Hồ, thế nhưng, giết người, đó là bản lĩnh xuất chúng của Hắc Liêm. Bắc quyền Triệu Sơn,
Sở Trần ngược lại còn có ấn tượng. Như vậy xem ra, Triệu gia cũng muốn lần này ở cuộc thi tranh bá toàn quốc, tạo dựng tên tuổi. Sở Trần thậm chí có loại cảm giác, đối phương chỉ sợ chính là hướng về phía anh. Anh ở Thiền Thành có quá nhiều kẻ thù. Một khi có cơ hội, kẻ thù sẽ cố gắng hết sức đẻ bắn tỉa anh. Thiên sư Thịnh Yến, tất không bỏ qua. Ngoại trừ mấy nhà ở Thiền Thành này ra, Trương Vận Quốc còn thu thập một phần tư liệu của các thành phố còn lại. Biết người biết ta, trăm trận chảm thắng. Đang lúc Sở Trần đang tìm hiểu về Thiên sư Thịnh Yến, cơn bão do buổi họp báo gây ra đã lên men ở Dương Thành. Tất cả sản nghiệp của Dương Thành liên quan đến tập đoàn Thiên Nghiệp đều bị niêm phong trong một đêm. Ngay cả Vĩnh Dạ, sản nghiệp vùng xám, bởi vì tập đoàn Thiên Nghiệp và thủy sản Dương Thị đồng thời là cổ đồng của Vĩnh Dạ, cho nên, ngày hôm nay, Cục Đặc chiến trực tiếp phái người đến Tổng bộ Vĩnh Dạ, điều tra Vĩnh Dạ. Cơn bão quét qua Thiền Thành, Ninh gia, hội nghị gia tộc, các thúc phụ Ninh gia tức giận, ở hội nghị mắng chửi Ninh Quân Hà vô đức, bại hoại thanh danh Ninh gia. Cả hội nghị, Ninh Quân Thiếu ở đây, nhưng hắn cười không ra, khuôn mặt âm trầm, không nhúc nhích, bên tai nghe các vị thúc phụ của Ninh gia nói. Cuối cùng, thanh âm nghị luận dần dần bình ổn, ánh mắt mọi người rơi vào trên người gia chủ Ninh Quân Ngạn. Ninh Quân Ngạn thần sắc nghiêm khắc, chậm rãi nói, tôi đã biết thông tin liên quan từ cảnh sát, Ninh Quân Hà phạm tội, cũng không chỉ đơn giản là vượt qua buôn lậu còn là người sống, buôn bán người sống, coi mạng người như cỏ rác. Ninh Quân Hà làm việc xấu, vi phạm nghiêm trọng quy tắc của Ninh gia, từ hôm nay trở đi, xóa tên Ninh Quân Hà khỏi gia tộc Ninh gia, vĩnh viễn không thể trở về. Đông đảo người trầm mặc một lát, một vị thúc phụ trong đó dẫn đầu gật đầu, tôi đồng ý. Đồng ý, đồng ý, cơ hồ không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, cho dù là thúc phụ có huyết mạch chí thân với Ninh Quân Hà, giờ phút này nhiều nhất cũng chỉ có thể là giữ im lặng. Ninh Quân Hà phạm phải tội ác, người và thần đều phẫn nộ, không ai dám phủ nhận. Hắn vẫn bị bắt tại chỗ. Ninh Quân Thiếu đứng ý yên. Ánh mắt mọi người dừng trên người hắn. Tất cả mọi người đều rõ ràng tình cảm hai anh em Ninh Quân Thiếu cùng Ninh Quân Hà. Tôi đồng ý. Khuôn mặt Ninh Quân Thiếu không chút biểu cảm, bỏ lại một câu, cất bước đi ra khỏi phòng họp gia tộc. Thần sắc mọi người không khỏi toát ra bất ngờ. Ninh Quân Thiếu bình tĩnh đến không ngờ. Ninh Quân Ngạn NSLN bóng lưng Ninh Quân Thiếu rời đi, lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. Hắn không biết toàn bộ quá trình chi tiết xảy ra tối hôm qua, nhưng hẳn biết kết cục của Ninh Quân Hà. Tan họp, Ninh Quân Ngạn bảo Ninh Tử Châu ở lại. Chuyện đêm qua, Ninh Tử Mặc có phải cũng tham gia hay không? Ninh Quân Ngạn thản nhiên hỏi một tiếng. Ninh Tử Châu lắp bắp kinh hãi, vụ án không phải cảnh sát phá được sao? Ninh Quân Ngạn nghiêm túc nhìn chăm chú vào Ninh Tử Châu, một lát sau, chậm rãi nói, kết cục của Ninh Quân Hà đã định trước, khó thoát khỏi cái chết. Ninh Quân Thiếu vừa rồi bày ra bình tĩnh, vừa vặn nói rõ, nội tâm hắn không bình tĩnh, hắn nhất định sẽ trả thù. Trả thù cảnh sát, Ninh Tử Châu thốt lên. Vậy đương nhiên không có khả năng, hắn muốn trả thù, là những người còn lại tham gia vụ án này. Ninh Quân Ngạn nói, ví dụ như, Ninh Tử Mặc, Sở Trần. Đồng tử Ninh Tử Châu chấn động mạnh, ước chừng nửa phút, Ninh Tử Châu lái xe, rời khỏi Ninh gia, đi thẳng đến Thiền Thành. Dương Thành. Tòa nhà lớn Tây Quan, Ninh Quản Thiếu ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt trắng nõn, nhìn chăm chú vào một cái ghế dựa phía trước. Chiếc ghế trống rỗng, hết cách rồi à, Ninh Quân Thiếu lẩm bẩm, nhẹ nhàng đứng lên, em trai, ta không có cách nào cứu em đi ra, cho nên, dưới suối vàng, nhất định sẽ để cho bọn họ đồng hành cùng em. Ninh Quân Thiếu lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Mục tiêu, Ninh Tử Mặc, Sở Trần, Tống Thu, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Đêm qua xuất hiện mấy người ở bến tàu Thiên Nghiệp, Ninh Quân Thiếu đều đã tra được. 10 triệu, tôi muốn mạng sống của 4 người trong số họ. Ninh Quân Thiếu chậm rãi nói, sau khi giết 4 người, ta có con đường của ta, để cho lính đánh thuê Hắc Liêm rút lui. Nhưng nhớ kỹ, muốn giết bọn họ không dễ dàng, nếu như lính đánh thuê Hắc Liêm làm không được, cũng đừng tiếp nhiệm vụ này của ta, hiểu chưa? Hắc, chỉ cần tiền đến nơi, không có nhiệm vụ nào Hắc Liêm không thể làm. Đầu dây bên kia, một đạo thanh âm nở nụ cười, có lẽ chính diện chiến đấu Hắc Liêm không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng, giết người, đó là bản lĩnh xuất chúng của Hắc Liêm. Ninh Quân Tẻo cúp điện thoại, thân thể ngồi thẳng tắp, tựa như một pho tượng điêu khắc. Thần thái lại khôi phục một mảnh lạnh lùng, trắng nõn đáng sợ. Từ sự kiện đột ngột đến bây giờ, Ninh Quân Thiếu vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh, lý trí phân tích cục diện, cuối cùng rút ra một kết luận,
Ninh Quân Hà phải chết không thể nghi ngờ. Vậy thì, Sở Trần, Ninh Tử Mặc, Tống Thu, Hoàng Phủ Hòa Ngọc, không ai trong số họ xứng đáng được sống. Ninh Quân Tiếu chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên. Ninh Quân Ngạn, ngươi làm cho ta mất đi em trai, như vậy, liền dùng con trai của ngươi đến chôn cùng. Thiên Thành, Tống gia, khách không mời mà đến. Tiểu Cần, con thật sự không nghĩ tới một chút thàn tình xa ở. Một người phụ nữ trung niên khóc, một bên dùng giấy lau nước mắt, một bên nói, năm đó con bị vứt bỏ ở bờ biển, lúc sắp chết cóng, y ập cha con ôm con trở về, nuôi lớn trưởng thành, hiện tại ông ấy xảy ra chuyện, con không đờ ngồi yên không để ý à. Dương Tiểu Cần mặt đeo lụa mỏng, con ngươi nhìn vị người phụ nữ trung niên trước mắt này. Vợ của Dương Khiêm, Triệu Bích Liên. Sáng sớm, Triệu Bích Liên liền mang theo mấy người con cháu Dương ra tìm tới cửa. Ninh Tử Mặc nắm tay Dương Tiểu Cần, hắn không lên tiếng. Dương Tiểu Cần lắc đầu, ông ta phạm phải tội ác ngập trời, tôi chỉ là một đứa con bị bỏ rơi, có thể làm cái gì? Con có thể, Triệu Bích Liên trấn thanh nói, tuy rằng là chuyện xảy ra ở bến tàu Thiên Bằng, nhưng lúc ấy cha con không có mặt, hiện tại cha con bị bắt đi, vụ án này cũng có liên quan đến con, chỉ cần con nói rõ với cảnh sát, toàn bộ chuyện không liên quan đến cha con, ông ấy nhất định sẽ không có việc gì eo. Ninh Tử Mặc im lặng nhìn Triệu Bích Liên, ý nghĩ kỳ lạ, các người quay về đi. Dương Tiểu Cần hít sâu một hơi, đúng sai phải trái, tự có pháp luật đi phán quyết. Dương Tiểu Cần, một nam thanh niên giận dữ mắng, ba đối xử với cô không tệ, cô cứ như vậy báo đáp ân dưỡng dục sao? Dương gia chúng tôi thật sự nuôi một người hung ác độc địa. Con thấy cô ta còn muốn ra tòa làm chứng chống lại cha chúng ta, ngỏ ý phụ nữ độc ác này. Đáng đời bị trục xuất khỏi dòng tộc Dương thị. À đúng rồi, cổ vốn không phải là người của dòng tộc Dương thị. Từng người lòng đầy phẫn nộ, Ninh Tử Mặc vừa muốn mở miệng, Dương Tiểu Cần đã đứng lên trước. Dương Khiêm đối xử với tôi không tệ. Dương Tiểu Cần nở nụ cười, nhẹ nhàng cởi khăn che mặt trên mặt mình xuống, từng bước đi về phía đám người Triệu Bích Liên, đúng là ân trọng như núi a, phần ân tình này, tôi đối với ông ta cả đời khó quên, các người có muốn thử hay không? Tư vị trong đỏ. Khuôn mặt Triệu Bích Liên biến ảo một chút, không giảm nhìn thẳng Dương Tiểu Cần, vết thương trên mặt con, không trách đọc cha con, đủ rồi. Ninh Tử Mặc đứng lên, ánh mắt lạnh lùng đào qua, Dương Khiêm buôn lậu người sống, coi mạng người như cỏ rác, các người cầu bất luận kẻ nào cũng vô dụng, các người tới nơi này, chỉ sợ không chỉ là để cho Tiểu Cần giải thích vô lực yếu ớt với cảnh sát. Dương Tiểu Cần, chỉ cần cô tự thú với cảnh sát, chuyện tối hôm qua ở bến tàu Thiên Bằng, không y liên quan gì đến cha. Đều là do một tay cô bày ra, cô muốn bao nhiêu tiền đều cho cô. Người mở miệng chỉnh là con trai của Dương Khiêm. Ánh mắt Ninh Tử Mặc đột nhiên lạnh lẽo, cất bước đi tới, người tên gì? Tôi, Bịch, Ninh Tử Mặc một cước đạp bay người này ra ngoài, bỏ đi, ta cũng không có hứng thú muốn biết. Con trai Dương Khiêm liên tục lăn vài vòng trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt đều đã chảy xuống. Sao cậu còn đánh người? Thanh âm của Triệu Bích Liên bén nhọn, đều là lỗi của đòi cầu nam nữ các người, hại Dương Khiêm Ninh Tử Mặc thần sắc trầm xuống, đi về phía Triệu Bích Liên. Triệu Bích Liên cười lạnh, chẳng lẽ cậu còn đánh phụ nữ? Một đạo thân ảnh lướt qua Ninh Tử Mặc, giơ tay tát xuống. Ba một cái bạt tai vang dội thấu triệt, Triệu Bích Liên choáng váng, che mặt mình, các người có thể cút rồi chứ? Dương Tiểu Cần lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Bích Liên, tôi không muốn gặp lại các người. Tôi và các người đớ không còn bất kỳ quan hệ gì. Triệu Bích Liên còn muốn nói gì đó, Dương Tiểu Cần lại giơ tay lên. Đoàn người xám xịt chạy ra khỏi Tống gia. Dương Tiểu Cần ngồi trên sofa, khóe mắt có một giọt nước mắt trong suốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.